Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 của bộ truyện nhé. Và ở trong phần 2 này, câu chuyện sẽ có kết thúc như thế nào? Liệu rằng đôi bạn trẻ có thể đến được với nhau hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của truyện ngay sau đây qua giọng đọc của Hà Thu. Và các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ ấn like ủng hộ, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe kênh truyện để ủng hộ cho team nhé. Hà Thu cảm ơn các bạn rất nhiều và ngay sau đây chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Chưa cổng bệnh viện, cô có thể thấy được có rất nhiều phóng viên, một trong số bọn họ đang dẫn chương trình trực tiếp. Bởi vì chưa tới thời gian thăm hỏi, cô cũng không nhìn thấy người có tề ra, thì Vân Nhu vì thế mà lại trộm thở ra một hơi. Không biết đã qua bao lâu có tiếng bước chân từ thang máy chuyển tới, thì Vân Nhu quay đầu nhìn lại, cuối cùng cô bắt gặp thì chính là hai người mà cô không muốn gặp nhất, chính là tề lạc cùng với mẹ của anh ấy đang đi về hướng của cô. Trước tiên là cô hoảng sợ bế con trai lên, muốn tìm một chỗ để có thể trốn tránh. Thế nhưng xung quanh của cô chỉ có vách tường và một phòng bệnh bị khóa chặt. Cô căn bản không có chỗ để trốn. Vân Nhô, em đang làm cái gì ở đây vậy? Ôn Thụy Hảo mở miệng hỏi, giọng của anh ta không lớn. Thế nhưng ở một nơi yên tĩnh như là khu chờ của bệnh viện thì cũng là thu hút được sự chú ý của nhiều người. Trong số những người chú ý quay về phía họ thì lại có hai người mà Vân Nhu muốn trốn nhất. Chính là Tề Lạc và mẹ của anh ấy. Hai người nhìn chằm chằm về phía cô, biểu tình sừng sốt và cũng đầy khiếp sợ. Thì Vân Nhu thì như bị ai bắt lấy chân của mình, khiến cô không sao cử động được, mặt không còn một chút máu nhìn về phía họ. Bọn họ chính là người nhà của Tề Lão sao? Chú ý tới vẻ mặt của Vân Nhu, ôn Thụy Hảo nhỏ giọng hỏi cô máy móc vô thức gật đầu xem cô hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện ôn thụy hảo đành phải giúp cô nói với tề lạc lý do vì sao bọn họ tới đây xin chào tôi tên là ôn thụy hảo là chồng của vân nhô anh mở miệng nói đặc biệt chú ý tới người đàn ông trước mắt khi nghe thấy anh nói mình là chồng của vân nhô tức khắc anh ta ngây người đôi mắt anh nhìn cũng là đột nhiên thay đổi vân nhô xem tin tức biết được tề lão bị bệnh nằm viện bởi vì lúc trước Tề lão đối xử với cô ấy rất tốt Cho nên hôm nay tôi là muốn gặp mặt ông lần cuối cùng Xin hai người có thể chầm chúc một chút Cháu quấy vào thăm tề lão Không biết như vậy có thể hay không Thủy Hảo lại tiếp tục nói Anh thật là chồng của tiểu ái sao Không đúng Là chồng của Vân nhô Mẹ Tề có một chút khó tin hỏi Đúng vậy Đây là con trai của chúng tôi Thủy Hảo đem tiểu niệm từ từ trong tay của Vân Nhu ôm lấy, mỉm cười mà giới thiệu với hai người bọn họ. Các người đã có con rồi sao? Mẹ Tề khiếp sợ, kinh ngạc khó có thể tin được, liền lẩm bẩm tự nói. Chúc mừng, nhìn dáng vẻ này, có lẽ mấy năm này hai người thật sự hạnh phúc đi. Tề Lạc mở miệng nói, giọng điệu có chút lạnh lùng, ngữ khí cũng có một chút chảo vống Trên mặt mang theo nụ cười công nghiệp, không khác cười gượng là mấy. Thì Vân Nhu vẻ mặt tái nhợt nhìn anh Mở miệng thử mấy lần Mới thành công phát ra âm thanh Cảm ơn Cô nói tiếng nói có một chút khàn khàn Không giống với tiếng của cô Xin hỏi chờ lát nữa Tôi có thể vào thăm ông nội được không Không được Về cái gì chứ Không nghĩ tới Người cự tuyệt mình lại chính là tề lạc Thì Vân Nhu không tự chủ được Mà chừng mắt hỏi anh Bởi vì cô là một người ngoài cùng với tề gia chúng tôi không có quan hệ, đó chỉ là lý do. Anh lạnh lùng nói, nếu ông nội tỉnh lại, tôi sẽ chuyển lời rằng cô đã ghé qua thăm. Cô đi đi, đừng đến đây nữa. Tôi là tiểu ái, là cháu gái của ông nội, như thế nào mà không có quan hệ chứ? Cô nhịn không được mà kêu lên. Cô từ trước đến nay đều không phải tiểu ái. Tiểu ái đã chết rồi. Anh nhìn không chớp mắt, trừng mắt với cô, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng trong nháy mắt thì vân nhù không phân rõ lời của anh tiểu ái đã chết là chỉ tiểu ái thật sự hay là người hai năm trước đóng giả tiểu ái cũng chính là nói cô ở trong lòng của anh cô đã chết rồi sao có cảm giác trái tim bị tổn thương bị sự lạnh lùng của anh mà tổn thương ở trong mắt của ông nội tôi chính là tiểu ái ông nội anh nhất định sẽ muốn gặp tôi anh không có quyền thay ông nội quyết định cô cửa ngạnh nói đột nhiên cảm thấy rất tức giận. tề lạc à cho vân nhu đi vào xem ông nội con một chút đi nói không chừng lần này thật sự là lần gặp cuối cùng của hai người họ mẹ tề đột nhiên mở miệng để thuyết phục anh vân nhu bây giờ chỉ cảm thấy chùa xót cảm thấy cuộc đời này biến hóa đến mức không thể ngờ được bây giờ người yêu thương cô lại hận cô người trước cấm cản cô chán ghét cô thế nhưng lại giúp cô bây giờ đây được gọi là cái gì? Cuộc đời sao chứ? Đi thôi, cùng tôi đi lên tầng trên vào thăm ông. Tề lạc trầm mặc một chút, rốt cục thể cũng thỏa hiệp. Không, tôi có lời muốn nói với một mình ông. Xin cho tôi một mình đi vào. Cô mở miệng cầu xin. Cô tính nói cái gì với ông ấy? Cô hẳn là biết sức khỏe hiện tại của ông, không thể chịu thêm đả kích phải không? Mẹ Tề mở miệng nói, bà thật sự lo lắng vân Nhũ sẽ là cáo trạng với tể lão về việc lúc trước người đem cô đuổi đi chính là bà quan trọng là mấy năm nay tể lão không có một ngày không tìm cháu gái tiểu ái của ông hơn nữa còn nói vài ngày trước tiểu ái rõ ràng vẫn còn ở đây vui vẻ có phải mọi người đã ép nó rời đi không làm cho mọi người trong nhà đều đau đầu không thôi thì vân Nhũ không có lên tiếng hai mắt trước sau nhìn tể lạc chờ anh gật đầu đồng ý thì cô liền đi vào cuối cùng thì tề lạc không nói một câu mà là trực tiếp xoay người rời đi thì vân nhu không tự chủ được nhìn theo bóng lưng của anh rời đi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa lúc này tâm tình mới hạ xuống đem tầm mắt mà thu hồi duỗi tay bế con trai đi vào phòng bệnh cô muốn đem đứa nhỏ này đi vào mẹ tề có một chút nghi hoặc khó hiểu hỏi tôi là cháu gái của ông nội còn đây là con của tôi cũng là cháu chắt của ông Tôi muốn cho ông thấy rằng Thấy thằng bé một lúc mà thôi Cô nói Lý do có một chút gượng ép Nhưng mà miễn cưỡng cũng là có lý Mẹ tê đột nhiên Hai mắt nhìn về phía của tiểu niệm kỳ Nhìn đến mức cô không tự chủ được Mà hít sâu Cô còn tưởng rằng bà đã nhìn ra manh mối gì chứ Cũng được Chỉ cần thằng bé không khóc không phá là được Đứa nhỏ này lớn lên Thật là có phúc tướng Có lẽ khi ông nhìn thấy nó tinh thần sẽ chuyển biến tốt mẹ tề nói cảm ơn cô nói ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh trong lòng như là muốn thốt lên ông nội chờ thêm một lát là ông có thể nhìn thấy cháu chắt của ông rồi một lát nữa thôi chúng con sẽ tới ngay tề lạc đi vào thang máy rồi xuống lầu bây giờ anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh bởi vì giờ khác này anh rất muốn được hút thuốc rất muốn ngay bây giờ nghĩ đến đây anh liền cảm thấy buồn cười lúc còn trẻ anh không bao giờ hút thuốc khi bước chân vào công ty để thừa kế sản nghiệp chịu áp lực lớn thế nào anh cũng không hút có rất nhiều đối tác làm ăn thường nhà khói trước mặt của anh họ dụ dỗ anh thế nào anh cũng không bao giờ đụng đến thứ này nhưng mà cuối cùng anh lại vì cô vì một người không từ mà biệt người phụ nữ đã làm tim của anh đau đến nỗi chết đi sống lại mà anh đã học được cách hút thuốc giữa đêm tối anh vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày hôm đó lúc đó cô đã rời đi một tháng anh đã dùng hết tất cả biện pháp nhưng vẫn không tìm thấy cô anh bắt đầu chấp nhận sự thật rằng chính cô đã rời ra nhưng anh vẫn nghĩ không ra một điều đó chính là nếu cô đã lựa chọn rời đi vì cái gì mà trước khi đi cô lại đem lần đầu tiên của mình dâng hiến cho anh như vậy cái nghi hoặc này tựa như là một con sâu đang gặm nhấm tâm hồn của anh khiến cho anh cảm thấy bất lực tâm tình trước sau buồn bực không vui lớp này đây cảm giác cô đơn này lại ùa đến tìm tới chỉ có thể mượn rượu để giải sầu làm anh có thể tạm thời quên đi nỗi muộn phiền mang tên cô chỉ là anh sợ nếu rượu không có tác dụng làm cho anh quên đi bóng dáng của cô ngược lại càng nhớ nhung hơn khao khát về cô hơn vậy thì anh nên làm cái gì bây giờ dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar anh hút một hơi thuốc lá thật dài đột nhiên vị cay nồng của thuốc lá đẩy dồn lên mũi khiến cho anh phải ho sặc sủa anh hò đến nỗi thở hổn hển hò đến nỗi nước mắt cũng chảy ra nước mắt cứ thế mà chảy mãi không ngừng hơn hai năm qua số lần anh nhớ tới cô lên tính sợ sờ cũng đã hơn trăm ngàn lần anh còn từng tưởng tượng ra những hình ảnh anh gặp lại cô giống như khi anh đang lái xe trên đường anh liền bắt gặp bóng dáng của cô đang đợi xe buýt giống như khi ở tiệm cà phê tiệm bánh mì tiệm ăn vặt Giống như một lần nữa Cô lại ở trung tâm thương mại Ở nhà vệ sinh nam Giống như cô đột nhiên xuất hiện Sau đó quay về bên anh Hai người có thể chung sống hạnh phúc với nhau Anh đã suy nghĩ rất nhiều Hình ảnh tưởng tượng cũng rất nhiều Mong đợi cũng không ít Chính là chờ cô xuất hiện Mà nay khi cô rốt cuộc cũng xuất hiện Nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này Cô mang theo chồng cùng với con trai Một nhà ba người Vui vẻ hòa thuận xuất hiện trước mặt của anh anh sẽ chấp nhận như thế nào vui vẻ mà chấp nhận sao thì vân nhờ em làm sao lại có thể đối xử với anh như vậy sao em có thể nhẫn tâm đến thế anh quăng mẫu thuốc lá trên tay xuống hùng hăng mà đạp nó sau đó đột nhiên anh thấy người tự xưng là chồng của cô từ cửa lớn bước vào quay đầu nhìn về xung quanh giống như đang tìm kiếm người nào đó đột nhiên anh ta hai mắt sáng ngời tươi cười rạng rỡ đi nhanh tới chỗ đối diện anh Người mà anh ta tìm là người đàn ông đi theo anh ta cùng với Vân Nhu vào bệnh viện khi nãy. Nhìn có vẻ bằng tuổi với anh ta, vẻ ngoài cũng gọi là tấn tú. Có lẽ anh ta là con lai. Đột nhiên Tề là không tự chủ được mà trừng to đôi mắt. Thế mà anh lại thấy cái tên họ ôn kia cùng với tên kia nắm tay nhau. Hơn nữa là mười ngón tay đan xen Hai người vai sánh vai. Giữa bọn họ dường như có một loại thân mật nào đó. Đồng tính luyến ái bốn chữ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của anh trong chốc lát anh trợn mắt há hốc mồm chợt lắc lắc đầu tự nhủ với chính mình sao có thể suy nghĩ như vậy anh ta không phải là chồng của vân nhô sao hơn nữa giữa hai người bọn họ cùng nhau đã sinh một con trai anh ta sao có thể là người đồng tính vậy vậy là ánh mắt lần thứ hai lại dừng lại thật lâu ở đôi tay đang đan vào nhau mày không khỏi nhíu lại Đi ra ngoài phòng bệnh không thấy bóng dáng của tề lạc Thì vẫn nhiều tức khắc thở vào nhẹ nhóm Nhưng rồi lại có một chút thất vọng Cô biết Mình như vậy thật sự là mâu thuẫn Chính là cô cũng không có biện pháp Có thể khống chế tâm tình của mình Không tiếng động Cô lại thở dài một tiếng Cô gọi điện thoại cho ôn Thụy Hảo Hỏi bọn họ hiện tại đang ở nơi nào Hẹn vài phút nữa sẽ đến đón cô Cô liền ôm con trai đi về phía thang máy chuẩn bị đến bái giữ xe của bệnh viện để tìm thụy hảo chính là cô trăm ngàn lần nghĩ cũng không nghĩ tới người mà cô muốn tránh nhất tề lạc thế nhưng anh ta lại đứng trước thang máy ở tầng trệt đợi cô vừa thấy cô xuất hiện anh ta liền bước về phía của cô khiến cho cô chờ tay không kịp chúng ta cần phải nói chuyện một chút anh nhìn cô không chớp mắt chầm giảm nói tôi chồng của tôi vẫn còn đang đợi tôi đi qua đó cô không khống chế được tâm tình của bản thân liền vội vàng nói có một chút cũng không muốn nói chuyện với anh bởi vì cô có quá nhiều bí mật không thể để cho ai biết đặc biệt là không cho anh biết được cái gọi là nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít không nói thì không sai cô sợ là cô không tự chủ được mà để lộ ra sơ hở cho nên cô không thể nói chuyện với anh cô nhanh chóng đi về phía trước cứ tưởng bình tĩnh đi lướt qua anh thì không có chuyện gì xảy ra nhưng bỗng nhiên cô lại bị anh bắt lấy cánh tay cô không thể không dừng lại anh ta có thể chờ nhưng anh thì không thể anh liền nhìn cô nói bởi vì anh đã đợi hơn hai năm cô không có lời nào để có thể trả lời anh cô chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết anh đã đợi cô hơn hai năm sao có thật là vậy không nhưng mà cho dù là sự thật thì sao chứ hai năm trước mẹ anh cũng đã nói rất rõ ràng cô không xứng với anh cho nên cô tuyệt đối không thể có bởi vì hạnh phúc của mình mà lại làm hại ba mẹ một lần nữa phải chịu đựng thêm nhục nhã hai lần đã là quá đủ rồi nếu lại có thêm lần thứ ba cô tuyệt đối không thể tha thớ cho chính mình tuyệt đối là như vậy tôi đã kết hôn rồi chuyện quá khứ tôi cũng đã quên cô lãnh đạo mà nói với anh em quên được thế nhưng anh thì không quên đời này là bệnh viện đấy anh nên nhỏ tiếng một chút. Tề lạc khô mặt tức giận, trường to mắt nhìn cô một lúc lâu. Đột nhiên rỗi tay, ôm đứa con trai đang ngủ say trong ngực của cô mà mang đi. Này, anh muốn làm gì? Cô đột nhiên hoảng hốt kêu lên. Đi với tôi. Anh nói xong, sau đó liền ôm đứa bé đi vào thang máy, nhấn tầng 5. Tầng này anh đã thuê hết để cho ông nội của anh có thể yên tâm tĩnh dưỡng đồng thời cũng là ngăn đám phóng viên ở bên ngoài trả trộn vào bên trong cô chạy nhanh đi theo thang máy hiện tại thang máy có nhiều người cô cũng không tiện ở đây mà tranh chấp với anh chỉ có thể sốt ruột bực mình ở trong lòng thang máy lên đến lầu năm anh liền đi ra ngoài mà cô vì con trai bảo bối đang ở trong ngực của anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo anh thôi kỳ thật ngoài mặt của cô thoạt nhìn là có vẻ bất đắc dĩ thế nhưng trong lòng lại chính là kích động không thôi bởi vì đây là lần đầu tiên Hai cha con bọn họ tiếp xúc thân mật Chắc hẳn cũng là lần cuối cùng đi Niệm kỳ Còn có biết là hiện tại Người ôm con là ai không Cô ở trong lòng thầm nói với con trai Người này chính là ba của con Ba ruột đấy biết không Mà kệ tương lai hai người có cơ hội nhận nhau hay không Ít nhất thì Anh ta cũng đã ôm con Con nhất định phải nhớ kỹ Cảm giác hiện tại này Có biết không hả anh dẫn cô tới phòng bệnh kế bên phòng ông nội Cô mới vừa tới phòng bệnh Thì nghe tiếng thang máy mở cửa Cô ngỡ là Thụy Hạo cùng với Alex đến tìm cô Đáng tiếc lại không phải Người đến chính là vệ sĩ giao ca mà thôi Nếu có hai người bọn họ ở đây Có lẽ lời nói dối của cô Sẽ là đáng tin hơn một chút Vào phòng tìm một vị trí ngồi xuống Hai người lần lượt ngồi xuống ghế Thì Vân Nhu cảm thấy bức bối Mở miệng mà nói anh rốt cục là muốn nói chuyện gì Làm phiền anh nói nhanh lên Bởi vì chồng của tôi còn đang đợi tôi ở dưới Em không cần phải nhắc tới nhắc lui hai chữ chồng tôi Như vậy có được không Bởi vì anh ta căn bản không phải chồng của em Tôi nói không sai chứ Anh nhìn vào cô thong thả nói Biểu tình sâu xa khó hiểu Anh đang ở đây nói bậy bạ gì đấy Anh ấy chính là chồng của tôi Cô khẽ run một chút Sau đó nhìn con trai ngước lên nhìn anh kiên định nói có bằng chứng nào để chứng minh sao ngữ khí của anh có một chút trào phúng nếu như anh muốn xem bằng chứng tôi liền đưa cho anh xem cô tự tin mời phần lấy giấy đăng ký kết hôn đã chuẩn bị sẵn ở trong túi sách đặt ở trên bàn sau đó đẩy tới trước mặt của anh lúc ở nhà cô cũng đã nghĩ đến trường hợp này cô tin chắc rằng giấy đăng ký kết hôn của cô và ôn thụy hảo chính là bằng chứng đáng tin cậy nhất anh đem tờ đăng ký kết hôn của cô cầm lên nhìn một lát xong sau đó đem tờ giấy đăng ký đưa lại cho cô thuận miệng mà nói giấy đăng ký cũng đẹp đấy cảm giác giống như có sự chuẩn bị mà đến đây anh rốt cộp thì muốn nói chuyện gì với tôi cô cúi đầu đem giấy đăng ký kết hôn cất vào túi sách câu nói vừa rồi của anh khiến cho cô cũng mất tự nhiên chỉ có một mình cô biết tim của cô vừa rồi đập thật nhanh bởi vì một câu nói thuận miệng của anh anh ta là kẻ đồng tính đuến ái Lúc này Tim của cô không những đập nhanh Mà bây giờ còn bị dọa đến nỗi Trái tim như thắt lại Anh nói bậy gì đấy Chồng tôi Anh ấy mới không phải là kẻ đồng tính đuến ái Anh không cần ở chỗ này để nói hiêu nói vượn Cô nhanh chóng ngừng đầu nói Nhưng mà ngữ khí cùng với ánh mắt của cô Đó là bán đứng cô rồi Anh chưa nói anh ta Là nói về chồng của em Tề lạc vẫn là ông dung nhìn cô thong thả nói Làm cho cô tức khắc giữ người Cả người không còn một chút máu nào cả Cô phản ứng lại là chứng thực Thụy Hảo chính là kẻ đồng tính luyến ái Cô có cảm giác mình vừa sập bẫy của Tề lạc Thế ra anh ta thật sự là kẻ đồng tính luyến ái Anh tự lẩm bẩm nói Không phải, không Cô phủ nhận lại bị anh lắc đầu đánh gãy em hiện tại phủ nhận đã không còn kịp nữa rồi anh nói nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô ánh mắt cũng dần dần nóng lên cho nên hai người kết hôn là có mục đích anh đột nhiên im lặng lộ ra biểu tình khiếp sợ động tác thong thả mà cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng đôi tay không khỏi kích động run rẩy đứa bé này là con trai của anh trên mặt của thi vân nhô đã sớm hiện ra gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ cùng với anh ngồi xuống đối mặt nói chuyện. Bất quá mới hơn 10 phút mà thôi. Cô nhất định không thể để bí mật mà cô đã cố gắng giữ gìn hơn 2 năm qua. Cứ thế mà bị vạch trần. Làm sao bây giờ đây? Cô hiện tại có nên phổ nhận. Tể lạc sẽ tin tưởng lời nói của cô sao? Cô cắn môi phân vân. Nếu như em dám phủ nhận Tôi sẽ đi xét nghiệm ADN Tự hồ như đã nhìn ra suy nghĩ của cô Anh bỗng nhiên mở miệng nói Anh rốt cuộc muốn thế nào đây Thì Vân Nhu lập tức liền sụp đổ Cô bất lực mà hỏi anh Lúc trước Thời điểm em biết mình mang thai Tại sao em không trở về tìm anh Vì cái gì lại muốn cùng người đàn ông khác kết hôn Cho dù anh ta là người đồng tính luyến ái hả Em trả lời ngay cho anh biết anh trầm giọng mà chất vấn cô, thoạt nhìn có một chút giận dữ. Anh có biết lúc trước, em vì cái gì mà rời khỏi anh sao? Cô nhìn anh một cái, chùa xót mà hỏi lại. Bởi vì gia đình em lấy tiền của mẹ anh, ngay từ đầu anh cũng không tin, nhưng khi chi phiếu đó được thanh toán, thì không tin cũng phải tin thôi. Nếu như lúc đó em thật sự cần tiền, thì cũng có thể nói với anh, anh có thể cho em tất cả thuộc về anh Tại sao em không lấy Mà đi lấy của mẹ anh làm gì chứ Hả Anh lại tiếp tục chất vấn cô Đây là chân tướng mà anh nói đến sao Cô chùa xót nói Sau đó lại nở ra nụ cười chào phúng Nếu anh nói không phải là sự thật Vậy em có thể nói cho anh biết Cái gì mới là sự thật hay không Anh không chớp mắt mà nhìn cô Tất cả đều là quá khứ cả rồi em nghĩ điều đó không cần nhắc lại nói rồi cũng không thể thay đổi được quá khứ vậy thì nói để làm gì huống hồ em hiện tại rất hài lòng với hoàn cảnh sống của mình cho nên thì Văn nhu mở miệng thở dài vài lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là lắc đầu chậm rãi nói với tề lạc em hài lòng thế nhưng anh thì không anh nổi giận đùng đùng đánh gãy lời nói của cô sau đó lớn tiếng mà ra mệnh lành anh phải biết toàn bộ sự thật ngay bây giờ tề lạc cường ảnh không thỏa hiệp khiến cho thi vân nhô không biết phải say sở ra sao cuối cùng cũng là theo ý muốn của tề lạc đem chuyện của hai năm trước cô vì sao lựa chọn rời đi mà nói ra mẹ anh phản đối chuyện của bọn họ lầm tuyết nhiên lại đe dọa xỉ nhục ba mẹ của cô khiến cho hai người bọn họ chịu nhục sự an toàn của mạng sống cũng bị uy hiếp nói đến chuyện đó thôi cũng đủ là nguyên nhân cô phải chọn rời xa anh còn chuyện cô biết mình mang thai sau đó vì cái gì mà không trở lại tìm anh. Lý do cho việc này cùng với nguyên nhân cô rời đi đều là giống nhau. Mẹ anh sẽ bởi vì cô có thai liền thay đổi tư tưởng, cảm thấy cô xứng đôi với anh sao. Lầm tuyết nhiên sẽ bởi vì cô mang thai liền thay đổi tính tình, không hề uy hiếp hay là đe dọa cô nữa. Chỉ sợ là mọi chuyện sẽ càng ngày càng trầm trọng thêm. Bà mẹ cô sẽ bởi vì cô mang thai thân phận của bọn họ liền trở nên khác nhau làm cho người ta nhìn bọn họ với con mắt khác không bị nhục nhã xem thường sao chứ mạng sống được an toàn ai lại không muốn bởi vì so với việc rời đi cô không còn thêm sự lựa chọn nào nữa tề lạc rốt cục không có lời để nói một lát sau cúi đầu hôn con trai đang ngủ say trong lòng ngực đem con trai trả lại cho cô liền mở miệng nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con nói xong cũng không quay đầu lại cứ thế mà rời đi thì vần nhù không nghĩa ra những lời này của anh là có ý gì anh muốn chịu trách nhiệm gì với cô lại vì cái gì mà muốn chịu trách nhiệm tề lạc nói anh không có kết hôn nói anh chưa bao giờ quên cô nói rằng anh nên tin tưởng sẽ có một ngày hai người bọn họ sẽ gặp lại nhau anh vẫn luôn đợi cô mà cô lại sớm cùng với người khác kết hôn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới muốn xuất hiện trước mặt của anh là cô có lỗi với anh tâm tình nặng trĩu làm cho cô mặt mày trao lại, trầm mặc không nói. Nhìn dáng vẻ của em, thì chúng ta cần phải nghĩ cách ly hôn thôi. Giọng của ôn Thụy Hảo đột nhiên vang lên ở bên trong xe. Cái gì? Thì Vân Nhu hoảng hồn, dường mắt nhìn về phía của Thụy Hảo. Em rốt cục cũng chú ý đến anh, muốn cùng với anh nói chuyện rồi sao? Thụy Hảo chế nhạo cô một câu, sau đó liền đáp. Anh nói nhìn dáng vẻ của em hôm nay, anh nghĩ chúng ta nên nghĩ ra lý do hợp lý để ly hôn thôi. về cái gì anh lại đột nhiên nói như vậy? cô ngạc nhiên hỏi. em còn yêu anh ta đúng không? mà anh ta rõ ràng cũng còn yêu em. hai người rõ ràng yêu nhau sâu đậm, hà có gì phải chia sẻ uyên ương? anh vẫn nên tác hợp cho hai người mới phải. Thủy Hảo nhẹ nhàng cười nói. em và anh ta không có khả năng đến với nhau. cô ảm đạm nói. Em không thở làm sao biết hai người không có khả năng chứ Alex lúc này mở miệng nói Em không phải là chưa từng thở qua Mà là giữa anh ta và em Có quá nhiều trở ngại Không phải muốn là ở bên nhau được Cô chùa giót nói về chuyện cũ Không có chuyện gì khó Chỉ sợ lòng không bền Huống hồ chưa bỏ mọi người ra Thì vẫn còn có anh ta Ở đó cùng với cô không phải sao Vợ chồng đồng lòng Tát biển đồng cũng cản Em chưa từng nghe qua những lời này sao? Thủy Hảo liền cổ vũ cô. Nếu em và anh ly hôn, thì đến lúc đó, anh và Alex sẽ phải làm sao bây giờ? Còn có ba mẹ của anh, phải làm sao để cho họ hiểu đây? Thì Vân Nhu vì anh nhiệt tình quan tâm tới mình, mà cô cũng cảm thấy cảm động. Cô hỏi lại anh, mấy năm nay, ba mẹ chồng đều đối xử với cô cực kỳ tốt, xem cô giống như con ruột. Cô không nghĩ lại có một ngày khiến cho bọn họ phải đau lòng em không cần phải lo lắng cho chúng tôi. em không thể không lo lắng được. hai người giống như là anh trai của em, ba mẹ của anh cũng giống như ba mẹ ruột của em. em không thể vì hạnh phúc của bản thân mà không mang đến hạnh phúc của những người yêu thương em được. có những lời này của em, nhiều vậy đã là đủ rồi. thủy hạo trong lòng tràn đầy an ủi. em nói em không thể vì hạnh phúc của bản thân mà không nghĩ đến hạnh phúc của những người yêu thương em. thì anh cũng vậy. Anh không thể nào ích kỷ như thế Em xem Anh giống như là anh trai Anh cũng là xem em như em gái Anh làm anh trai thì không thể vì hạnh phúc của mình Mà hy sinh hạnh phúc của em gái mình chứ Nhưng hiện tại em rất hạnh phúc Có lẽ là vậy Nhưng cũng không phải thứ hạnh phúc mà em mong muốn Bởi vì nếu như em thật sự hạnh phúc Thì em sẽ không mặt mày ủ rũ như vậy Buồn bực không vui như lúc này Em... Em cái gì đều không cần nói ra Anh biết anh hiểu chuyện gì đã xảy ra Ôn Thủy Hạo nói Thâm tình mà quay đầu nhìn Alex liếc mắt một cái Kỳ thật hiện tại Hai người nói chuyện này vẫn còn hơi sớm Chờ cho cái tên tể lạc kia Tìm đến cửa thì tính cũng không muộn đâu Vân Nhu à Chúng tôi chỉ muốn cho cô biết Thủy Hạo lúc nào cũng có thể ly hôn với em Chỉ cần em có thể có được hạnh phúc Alex duỗi tay Nắm lấy tay của ôn Thủy Hạo sau đó liền mở miệng nói Đúng vậy đấy Bất cứ chỗ nào Bất cứ lúc nào Chỉ cần em nói với anh một tiếng là được Ôn Thụy Hảo liền gật gật đầu nói Cảm ơn hai anh Cô cảm kích nói Hốc mắt có điểm nóng lên Không cần phải cảm ơn Ai kêu chúng tôi là anh trai em Ôn Thụy Hảo hà hà mà cười nói Thì vần Nhu nghe vậy Sao cũng không nhịn được nữa Mà nở ra nụ cười Cảm giác hai năm về trước có thể gặp được bọn họ thật tốt. Cô đúng là một kẻ may mắn. Bệnh tình của Tề Đình Thiên có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ở bệnh viện theo dõi thêm 10 ngày. Rốt cuộc thì ông cũng có thể xuất viện về nhà tính dưỡng. Thì Văn Nhô biết được tin tức tốt này liền vui mừng đến phát khóc. Nhớ lại ngày hôm đó, cô ôm con trai đi vào phòng bệnh. Đã hơn 2 năm không gặp ông, cô nhịn không được mà khóc, bước đến bên giường bệnh của ông Mới hơn 2 năm mà thôi Tể lão già đã già đi nhiều Cả người kể đến nỗi Dường như chỉ còn da bọc xương Bộ dạng này của ông thật sự khiến cho cô đau lòng không thôi Ông nội Cô đi lên phía trước nghẹn ngào gọi Tể lão Ngày từ đầu không có phản ứng Cô lại gọi thêm vài tiếng Ông nội Con là tiểu ái Con tới thăm ông đây Ông có còn nhớ con không Cô nắm lấy tay của tề lão ôn nhu hỏi Tề lão không có phản ứng gì Chỉ có tiếng máy móc đang làm việc Tiếp tục phát ra tiếng động mà thôi Cô rơi lệ không ngừng Lòng đau như cát Ông nội Ông cố lên Ông nhất định sẽ tốt lên mà Ông xem Con còn mang theo cháu chát để tới thăm ông đây Niệm kỳ Mau kêu ông cố đi con Ông cố Cô ôm con trai đến trước mặt của ông Dạy con trai mở miệng Liền gọi ông cố con trai của cô cũng chịu hợp tác, mở miệng kêu một tiếng ông cố. Thằng nhóc có một chút tò mò, lại có một chút bướng bỉnh, duỗi tay định kéo cái ống trên mặt của tề lão, liền bị cô vội vàng ngăn lại. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, hoặc có thể chính là một kỳ thích. Ông chậm rãi mở mắt khẽ kêu. Tiểu ái, sau đó lại đưa tay lên một chút. Thì Vân Nhu thấy vậy, liền đem tay của cô và con trai, bao trùm lấy tay của ông. Cô ôm con trai ngồi cạnh giường bệnh Thì Vân Nhu nói thật nhiều Cùng với Tề Đình Thiên Lúc trước chăm sóc cho ông Cô cũng có tán gẫu với ông Nhưng phần lớn là ông kể chuyện cho cô nghe Bây giờ thì đổi ngược lại Chính là cô kể cho ông nghe Con trai của cô ngẫu nhiên Sẽ là Ea để nói cùng với cô Không biết thằng bé đang nói gì đó Có vẻ rất hàng say Không thể ngừng được Bầu không khí trong phòng bệnh có vẻ chuyển biến tốt đi rất nhiều Cô không biết có phải mình ảo tưởng hay không Có lẽ là do nhiệm kỳ ở bên cạnh Nên bệnh tình của ông đã tốt lên hay chăng Hiện tại biết được tin tức của tề lão xuất viện Thật sự khiến cô vui vẻ Bất quá Vui vẻ rất nhiều Lại khiến cô không tự chủ được Nghĩ tới tề lão Nghĩ tới anh nói câu kia Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và con Nói là muốn chịu trách nhiệm với cô Vậy mà lớp trước Lại không hỏi chỗ ở hiện tại của cô không biết cô ở đâu, vậy anh rốt cuộc sẽ chịu trách nhiệm với cô thế nào? Thì vẫn Nhu hoàn toàn không có phát hiện trong lòng của mình đang tràn ngập oán khí. Người xưa nói không sai, một ngày không gặp như cách ba thu. Từ lần cuối gặp Tề Lạc thì đã qua hai tuần, anh thật sự là muốn chịu trách nhiệm với cô sao? Có lẽ anh cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Bằng không như thế nào, đã qua 42 thu rồi, anh vẫn chưa có một chút động tính. Chẳng lẽ bởi vì không biết cô đang ở đâu Cô có nên viết thư cho anh Nói cho anh biết địa chỉ của mình Cô thất thần ngồi ở quầy lễ tân của phòng khám Hơi cho mày tự hỏi Cốc, cốc Đột nhiên từ quầy truyền đến hai tiếng gõ nhẹ Cô cũng đột nhiên hồi phục lại tinh thần Nhớ tới mình còn ở đi làm Cô ngẩng đầu gương mặt lập tức mỉm cười Thế nhưng giây tiếp theo Cô lại ngây ra nhờ phóng Chào Tề lạc nói thì vần nhù ngơ ngác nhìn anh cô như thế nào cũng không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô tim của cô đột nhiên đập nhanh hơn thỉnh thịch thỉnh thịch trái tim giống như là muốn nhảy ra từ ngực của cô anh tới anh tới rồi tây lạc đã tới tìm cô anh như thế nào biết em ở chỗ này nỗ lực áp chế kích động trong lòng cô có một chút khó có thể tin được đây chính là sự thật cô liền mở miệng hỏi ôn thụy hào phòng khám của bác sĩ ôn thụy hào anh nghĩ tên anh ta đặc biệt như vậy chắc là không dễ trùng hợp nên anh quyết định đến tìm thử anh nói vậy anh không nghĩ đến là không phải chỗ này đi cô không tin là có sự trùng hợp như vậy bởi vì em ở chỗ này anh như thế nào biết em ở chỗ này thử vận may sao cô vẫn tiếp tục chất vấn trên giấy đăng ký kết hôn có viết anh có một chút quái gì nhìn cô nói Cô kêu sợ hãi một tiếng Rất cô cũng hiểu tại sao Anh lúc trước lại không hỏi cô sống ở chỗ nào Thì ra cô đã đem địa chỉ Nói cho anh thấy rồi Không có nhiều bệnh nhân đến khám Em có thể xin nghỉ bây giờ không Anh nhìn xung quanh Không có một bóng người ở khu đăng ký khám bệnh Anh liền mở miệng hỏi cô Không được Cô không một chút do dự bà cự tuyệt không ngờ từ phía sau phòng khám truyền ra một tiếng nói. Có thể. Ôn Thụy Hạo vén rèm đi tới. Xin chào, lại gặp anh rồi. Ôn Thụy Hạo thân thiện mỉm cười với Tề Lạc. Anh cũng vậy. Tề Lạc cũng là thân thiện đáp lại, trên mặt lại có một chút cười nhàn nhạt, nhạt. Xem ra bộ dạng của hai người này tuyệt đối không có người nào sẽ tin được hai bọn họ, một người là chồng hợp pháp của cô, còn một người chính là tình nhân cũ của cô. Tình nhân kia lại chính là ba ruột của con trai cô. Trọng điểm là cả hai người đều biết thân phận của đối phương. Cảm giác cũng thật quỷ gì. Mau ta làm sao được chứ? Chờ lát nữa bệnh nhân sẽ đến rất nhiều. Sẽ rất bận đấy. Em đi không được. Cô quay đầu nói với Thủy Hảo. Ý chính là cô không có biện pháp để đi. Muốn chạy cũng không thể đi. Alex chốc lát nữa sẽ tới qua. Có lẽ Alex hỗ trợ sẽ không thành vấn đề. Em có thể yên tâm tan ca sớm đi Thủy Hạo mỉm cười nói với cô Thì vật nhù tức khắc giữ người Lại có một chút giờ khóc giờ cười Không nghĩ tới động tác của anh Sẽ nhanh như vậy Thế nhưng đã liên lạc với Alex Anh sẽ không vừa nghe thấy tiếng cô Tề Lạc Liền đã lập tức gọi điện thoại cho Alex đấy chứ Nói thật có đôi khi Cô thấy ôn Thủy Hảo Rất hay lo lắng cho người khác Cảm ơn Tề Lạc nói với Thủy Hảo Không cần khách khí đâu Thủy Hảo cũng là hào phóng đáp lại. Thì Vân Nhu nhịn không được mà xem thường, nghĩ thầm hai cái người đàn ông này coi cô là không tồn tại sao? Bất quá, nếu như lát nữa Alex sẽ đến, cô tan làm mới rời đi, cũng không còn gì lo lắng. Chờ em một chút. Cô nói với Tề Lạc, sau đó đứng dậy đi thay quần áo. Trên đường thấy được hai y tá vẻ mặt tò mò, chặn cô lại mà hỏi chuyện. Đang hỏi cô, tên kia vừa mới đến là ai? Xem ra quan hệ của hai người có vẻ thân mật. Cô trả lời qua loa, cầm quần áo của mình đi vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong xuôi, dọn dẹp tủ đồ, sau đó xách túi đi ra bên ngoài. tề là cùng với Ôn Thụy Hảo, hai người đã đi ra bên ngoài đến phòng khám, đứng nói chuyện một hồi lâu. Không biết là đang nói cái gì, cửa kính ở phía trước hoàn toàn đã ngăn cách cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Bà chủ, bà chủ, soái ca kia là ai thế? Bạn bè của cô hay sao? Đã kết hôn chưa vậy? Có bạn gái hay không? Giới thiệu một chút cho tôi biết đi nha. Y tá lị đuổi theo cô, nắm chắc cơ hội mà giữ chặt một tay của cô, kích động mà bắt lấy cô hỏi. Anh ta không tính kết hôn, không có bạn gái, khẳng định một điều, anh ta không có hứng thú với cô. Y tá tề liền đáp. Cô là có ý gì? Nói điều kiện của tôi kém hả? Hồng xứng với anh ta sao? Trong nháy mắt, gương mặt của y tá lệ biến sắc, giận là không trưởng mắt với y tá tề. Anh ta đã có con trai 2 tuổi rồi Thì Vân Nhu thì không muốn hai người cãi nhau Không muốn bầu không khí của phòng khám trở nên căng thẳng Liền vội vàng mở miệng Rời đi lực chú ý của hai người bọn họ Cái gì? Cũng có con sao? Tức khắc vẻ mặt của y tá Lý Liền thoáng vẻ chán nản Còn y tá Tề ở bên cạnh lại cười rất hả hê Tôi có việc nên tan làm trước Việc còn lại phiền hai người giúp đỡ rồi Cô nói với hai người Sau đó đẩy cửa Rồi từ phòng khám đi ra Đi ra bên ngoài Hai người đàn ông nói chuyện với nhau Thấy cô xuất hiện liền dừng lại Có thể đi rồi Tây là không chớp mắt Nhìn cô ôn nhu hỏi Có thể Cô gật gật đầu Hai người các người chắc là có rất nhiều chuyện muốn nói Tôi liền không quấy dày nữa Đúng rồi Vân Nhô Em có thể cùng anh ta chậm rãi nói chuyện Không cần phải vội vàng về nhà Nếu là muốn ở bên ngoài Nhớ rõ, gọi điện thoại cho anh một tiếng là được Ôn Thụy Hạo chớp chớp mắt nhìn cô Anh ở đây nói yêu nói vượn gì thế? Mặt của cô đảo lên Tức giận trường mắt nhìn Ôn Thụy Hạo một cái À, em biết là anh có ý tốt mà Thụy Hạo liền cười nói Sau đó đẩy cửa kính đi vào phòng khám Tình cảm của hai người thật sự rất tốt Tề lạc mở miệng nói Trong lòng có một chút ghen ghét Biết rõ anh ta là cái tên đồng tính luyến ái Vậy mà anh vẫn không thể khống chế tình cảm của chính mình Đi đâu đây? Thì Vân Nhu hỏi Ở đây em quen đường hơn anh Chúng ta đi ăn một chút gì đó Tề Lạc liền đáp Một người lái xe Một người thì chỉ đường trong chốc lát Đã tới nhà ăn Bởi vì mới 5 giờ chiều mà thôi Cho nên nhà ăn không có nhiều khách Bọn họ lựa chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống Gọi thức ăn xong Cô kêu bà chủ cho nước uống sau đó thì Vân Nhu hỏi về sức khỏe của tề lão Ông nội hiện tại thế nào? Sức khỏe có ổn không? Ông nội lúc này đã gầy đi nhiều Anh nên bồi bổ dinh dưỡng cho ông một chút Cô mặt đầy lo lắng nói Ông nội đã khỏe hơn rồi Quả thực là thân thể có chút suy yếu Từ sau khi em đột nhiên rời khỏi Ông nội thường xuyên khó tính Cũng là rất muốn tìm em Không thấy được em Ông sẽ không chịu ăn cơm Anh cũng không có cách nào cho nên thân thể của ông mới ngày càng suy yếu, ngày càng xa suốt như vậy. Anh nói, Thực xin lỗi, tất cả đều là tài em. Sắc mặt của cô không tự chủ được mà trắng bệch, biểu tình tràn ngập vẻ tự trách cùng với hối hận. Không phải là lỗi của em. Anh đã hỏi qua mẹ, bà ấy rốt cuộc cũng thừa nhận, chính bà đã đuổi em đi, tiền cũng là bà ấy chủ động cho em. Mà điều kiện chính muốn là em phải rời xa anh Thực xin lỗi anh nên tin tưởng em không nên hoài nghi điều gì về em thì vân nhu không biết nên nói điều gì chỉ có thể lựa chọn trầm mặc mẹ anh bà ấy không phải là mẹ ruột của anh tề lạc bất thình lình nói cho cô biết cái gì cô ngạc nhiên nhìn về phía của anh tề lạc mỉm cười với cô dường như anh xem đó là điều hiển nhiên không nghĩ tới sau đó anh lại nhàn nhạt mỉm cười nụ cười mang vẻ chùa sót và cô đơn nó hoàn toàn nói hết tâm tình lúc này của anh Anh không phải là con ruột do mẹ sinh ra Anh chỉ là cuộn nợ Do bà anh ngoại tình mà có thôi Việc này lúc nhỏ Bà đã nói với anh Nhưng mẹ không nói cho anh biết chuyện này Anh cứ nghĩ bà ấy đối xử với mình tốt như vậy Làm sao có thể không phải mẹ ruột cơ chứ Cho đến bây giờ anh mới biết Đó là do anh suy nghĩ Còn bà ấy thì không Anh bình tĩnh mà mở miệng giải thích Không tự chủ nhớ lại lần anh đến chất vấn bà về cái gì về cái gì mẹ đưa tiền cho cô ấy kêu cô ấy rời xa con tại sao lại như vậy tại sao mẹ trả lời cho con biết đi từ thi văn nhô anh biết được toàn bộ sự tình năm đó anh trước tiên liền quay về nhà chạy đến trước mặt của mẹ anh hỏi cái thằng này tự nhiên nói chuyện không đầu không đuôi là đang có ý nói gì đây mẹ anh lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được anh đang nói điều gì là Vân Nhô, lớp trước có phải Do mẹ lấy tiền Đem tới kêu cô ấy rời xa con có phải hay không Cũng không phải năm đó Cô ấy chủ động yêu cầu mẹ đưa tiền Rồi tìm tới mẹ Sau đó chuyện dùng 5 ngàn vạn Để cố tình đổi lấy tình cảm Giữa hai đứa bọn con Là do mẹ bịa ra có đúng hay không hả Anh tức giận Hai mắt nhìn thẳng vào mẹ chất vấn mà nói Con nghe ai nói vậy Mẹ nhíu mày là Vân Nhu chính miệng nói còn biết Mẹ còn phủ nhận sao Về cái gì Về cái gì mà mẹ muốn làm như vậy Anh nắm chặt tay chất vấn Mẹ anh vẫn chậm mặc không nói Về cái gì chứ Anh lại lần nữa hỏi Giảm điệu không tự chủ mà tăng lên Nói cho con biết đi Vì giá thế của cô ấy Không xứng với tề gia chúng ta sao còn Con còn cho rằng Mẹ không phải là người quan trọng Cái việc môn đăng hộ đối Con cho rằng trong nhà này Mẹ là người thích cô ấy nhất Yêu thương, trân trọng cô ấy rất nhiều Bởi vì cô ấy lớn lên rất giống với tiểu ái Còn cho rằng nếu con cùng cô ấy ở bên nhau Người đầu tiên trong nhà vui mừng nhiều nhất Sẽ chính là mẹ Rốt cuộc vì cái gì mẹ lại làm như vậy Mẹ tề vẫn như cũ trầm mặc không nói Mẹ, tại sao mẹ lại không nói một lời Anh lại dồn dập hỏi tiến tới bà Lần này con muốn cùng cô ấy kết hôn Mẹ đừng nghĩ sẽ ngăn cản chúng con ở bên nhau thêm lần nào nữa Thấy mẹ trước sau không muốn trả lời vấn đề của mình Anh trực tiếp cho bà thấy quyết tâm của bản thân Bỗng nhiên bà mở miệng nói Cô ấy đã kết hôn rồi Mẹ anh rốt cuộc không còn chầm mặc nữa Mà mở miệng nói tiếng lớn Con sẽ làm cho cô ấy ly hôn Sau đó sẽ kết hôn cùng với con Tề lạc kiên Đình Con đang khùng điên cái gì đấy Cô ấy đã kết hôn rồi thậm chí đã có con còn với cô ấy là điều tuyệt đối không có khả năng còn tốt nhất là nên chết tâm đi mẹ anh có một chút tức giận trừng mắt nhìn anh nói muốn con hết hy vọng là điều không được bởi vì con còn yêu cô ấy nói xong anh còn bổ sung một câu cho bà biết bởi vì cô ấy đã khổ sở sinh con trai cho con 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 nói cái gì mẹ tề hai mắt trừng trừng nhìn anh hỏi Hôm nay cô ấy ôm theo đứa con trai đến bệnh viện, chính là con của con, là cốt nhục của con. Không, không có khả năng. Mẹ đột nhiên giận dữ mà hét lớn. Cô ấy đã kết hôn, đứa bé kia đương nhiên là con của bọn họ. Sao nó có thể là con của mày? Cái tên nghiệt trộm này, mày không cần phải làm bẩn danh dự cô ấy, làm hủy hoại danh dự của người ta. Có nghe thấy không hả? Nghiệt trộm anh tức khắc bị lời nói của mẹ khiến cha sợ ngây người mẹ không cần phải kêu ta như vậy ta không phải là mẹ của mày trước nay đều không phải một ngày cũng không mẹ tề lớn tiếng mà quát anh thật giống như đã nói ra nỗi ấm ức đã phải chịu đựng từ rất lâu mẹ của mày chính là một người phụ nữ không biết xấu hổ quyến rũ chồng của người khác có bụng dạ hiểm độc lại còn muốn mẫu bằng tử quý muốn bay lên cảnh cáo để biến thành phượng hoàng cái loại phụ nữ không biết xấu hổ đó mới chính là mẹ của mày tao không phải cho nên không cần phải kêu tao làm mẹ mày không phải là muốn biết tao vì cái gì không muốn mày cùng với vân nhô ở bên nhau sao không phải là do con bé không xứng với mày mà là mày không xứng với nó con bé thiện lương tốt đẹp là đứa bé hiểu chuyện như vậy mày căn bản không xứng với vân nhô Tạo tuyệt đối không cho phép Tuyệt đối không Nhớ tới lúc ấy mẹ trường mắt nhìn anh Khi đó trên mặt là biểu tình cam ghét Trong lòng của anh bây giờ Chỉ cảm thấy đau đớn Tổn thương chưa từng nghĩ tới Bà sẽ chán ghét căm hận anh đến vậy Anh hỏi bà ấy Vì cái gì muốn đưa tiền cho em Có phải là muốn em rời xa anh Bà ấy nói với em Bởi vì em không xứng với anh Kỳ thật Anh không cho rằng bà đã nói thật bởi vì em lớn lên giống tiểu ái anh nhìn ra được cho tới nay bà đều rất thích em quả thực là sắp nhận em làm con nuôi không có khả năng sẽ nói em không xứng với anh anh bình tĩnh mà kể rõ muốn cho thì vân nhù biết được trần tướng mà từ từ kể lại cho cô cũng là cơ hội cho cô biết thân thế của anh cùng với quan hệ hiện nay của anh cùng với mẹ cho cô vững tâm về anh hơn mẹ anh bà ấy không muốn nói thật Tôi cũng không biết phải làm sao Chỉ có thể nói cho bà ấy biết Anh muốn cùng em kết hôn Cưới em làm vợ Bà ấy nghe xong liền tức giận Nói em đã kết hôn, đã có con Nói giữa anh và em tuyệt đối không có khả năng Muốn anh phải chết tâm Anh nói anh sẽ không bỏ cuộc Bởi vì anh yêu em Thì Vân Nhu nghe đến đó Tim cũng đập nhanh hơn một nhịp Không biết vì sao Mẹ anh nghe thấy anh nói như vậy có vẻ giống như không cao hứng. Lòng anh sinh ra hy vọng, xúc động muốn nói sự thật với bà ấy. Kỹ thật đứa bé ngày hôm đó em ôm đến bệnh viện chính là con của anh. Kết quả ra sao em có biết không? Bà ấy phản ứng như thế nào? Anh lại tiếp tục nói, nhìn cô, biểu tình là tràn ngập sự chua xót cùng đau khổ. Phản ứng thế nào? Cô ôn nhu hỏi. Khi anh hỏi như vậy, cô có cảm giác đáp án tuyệt đối không phải là cái gì tốt đẹp. Hơn nữa, trên mặt của anh chỉ thấy được vẻ thương tâm khổ sở, khiến tim của cô cũng nhói lên. Bà ấy khiếp sợ kêu to nói rằng, không có khả năng. Nói em đã kết hôn, có chồng, có con trai. Em đang rất hạnh phúc. Tuyệt đối không có khả năng sẽ bị tên nghiệt trộm như anh phá hoại. Anh tự diễu mà khẽ cười nói. Cô lại khiếp sợ nhìn anh, vẻ mặt khó có thể tin. Thế ra không xứng ở đây, không phải nói em không xứng với anh Cái người trong mắt bà ấy Là một thằng nhiệt trùng không hơn không kém Thể ra trong đáy lòng của bà ấy trước nay liền không có tiếp nhận anh Vẫn luôn xem anh là một tên nhiệt trùng Anh chùa giót nói ra tâm sự trong lòng Thì vật nhu cầm lòng không đầu Ngồi gần anh thêm chút nữa duỗi tay nắm lấy tay của anh Giống như là muốn truyền cho anh thêm chút năng lượng Cho tới nay anh đều cho rằng Bà ấy đã xem anh là đứa con trai ruột của bà cho nên anh cũng xem bà ấy giống như mẹ ruột mà đối đãi không nghĩ tới trong lòng cô bà ấy lại chán ghét cảm hận anh đến vậy anh đừng suy nghĩ bi quan thế mẹ anh trước kia đối xử với anh rất tốt mà cho nên anh từ trước đến nay chưa bao giờ phát hiện ra bà đối xử độc ác với anh mặc kệ trong lòng bà ấy suy nghĩ thế nào đối xử với anh rất tốt là sự thật hoàn dùng với anh cũng là thật cho nên chỉ cần anh nghĩ bà ấy tốt là đủ rồi không cần phải trách tội bà ấy Cũng không cần phải oán hận bà Cô ôn nhu mà khuyên anh Anh không trách bà ấy Cũng không hận bà Chỉ là cảm thấy rất khổ sở mà thôi Anh thật sự rất khổ sở Anh khàn khàn kể rõ Xong việc rồi sao Hai người còn có thể Ở chung giống như trước sao Cô hỏi anh Bà ấy hiện tại và anh Chỉ coi nhau như người xa lạ Thường xuyên coi anh chính là người vô hình anh lắc đầu chán nản Về sau tình hình nhất định được cải thiện Anh phải cho bà một chút thời gian để thích ứng chứ Cô ôn nhu mà an ủi Thật sự sẽ cải thiện sao Cho dù anh kêu bà ấy là mẹ đã ba mươi mấy năm Biết rõ bà không phải mẹ ruột của mình Nhưng lại yêu thương bà Kính trọng bà Xem bà giống như mẹ ruột mà đối đãi Kết quả thì sao chứ Anh nhận lại chính là sự căm ghét từ bà Suốt ngày bà chỉ kêu anh chính là nghiệt trùng này, nghiệt trùng nọ. Anh vẻ mặt bi thương cùng với sự thống khổ. Vậy sao sẽ không? Vậy sao bà ấy nhất định sẽ là công nhận anh? Bởi vì em sẽ giúp anh. Em sẽ làm cho hai người làm hòa. Cô nói với anh. Nếu như mẹ tề chỉ vì tiểu ái đối với cô, yêu ái yêu cả đường đi, thì như vậy cô cũng nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho bà ấy vì cô mà đối với tề lạc yêu ai yêu cả đường đi. Có thể là không đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Có ý gì chứ? Anh hỏi cô, trong lòng mơ hồ dường như xuất hiện một tia hy vọng. Ý là em yêu anh. Cô đột nhiên hướng tới anh bày tỏ, làm anh vừa mừng lại vừa sợ, có một chút khó có thể tin. Em có thể nói lại lần nữa hay không? Anh kích động trong lòng, nhìn cô không chớp mắt, mở miệng yêu cầu nói. Em yêu anh, từ trước đến bây giờ chưa bao giờ thay đổi Cô mỉm cười nhìn anh nói Trời ạ à! Anh đột nhiên đem cô ôm vào trong ngực Kích động gắt gao nói Chuyện này không phải nằm mơ Anh không nằm mơ đúng không Nói cho anh biết đi Chuyện này không phải là nằm mơ Phải không phải nằm mơ Cô ôn nhu nói Đột nhiên tầm mắt trở nên mơ hồ Dương dưng nước mắt Trải qua hơn 2 năm Cô rất cộp lần nữa cảm nhận được sự ấm áp từ anh Thật sự có một chút nhớ nhung Gả cho anh nhé Anh đột nhiên ngừng đầu lên Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô nói Còn Lâm Tuyết Nhiên đâu Cô ngây người một chút Không nghĩ tới Anh sẽ trực tiếp như vậy Cô không thể không hỏi Bởi vì người phụ nữ kia Thật sự là đáng sợ Anh đã sớm cùng cô ta giải trừ hôn ước Cách đây 2 năm rồi Là bị ép buộc hay là can tâm tình nguyện cô hỏi anh khác biệt sao có chứ bởi vì em sợ cô ta không cam lòng sẽ trả thù ba mẹ em nói người phụ nữ đó là người điên em cũng cảm thấy như vậy cô gật đầu nói vẻ mặt còn sợ hãi như năm xưa yên tâm cô ấy cùng với anh giải trừ hồn ước không lâu sau liền rời đi từ đó không bao giờ trở về sao hình như là vậy mà em đừng suy nghĩ quá nhiều anh cùng với cô ta không còn quan hệ gì nữa cô ta sẽ không tìm em để gây thêm phiền toái nữa đâu anh liền chấn an cô nói không biết vì cái gì em vẫn cảm thấy trong lòng có một chút bất an cô liền nhíu mày nói không phải là em cố ý kéo dài đấy chứ không muốn ly hôn tái giá với anh sao nên em lại lấy cớ anh nói giỡn với cô không ngờ lại khiến cho cô nhớ tới một vấn đề đau đầu khác Tề Lạc, em quả thực cần thêm chút thời gian." Cô nhíu mày nói. "Tại sao? Em và Ôn Thụy Hạo ly hôn, em cần có chút thời gian." "Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ em luyến tiếc anh ta?" "Phải, em thật sự luyến tiếc bọn họ?" Thì Vân Nhu nghiêm túc gật đầu thừa nhận, Tề Lạc nháy mắt, sắc mặt trở nên rất khó xem. "Em thích anh ta sao? Vừa rồi em không phải mới nói yêu anh?" chẳng lẽ em chỉ là thuận miệng nói để gạt anh thôi? anh tức giận nắm chặt tay, trầm giọng mà chất vấn cô. tình hình của anh ngày càng xấu đi nhỉ? cô ngạc nhiên nhìn anh nói, sau đó liền bảo. liên tiếp bọn họ ở đây là nhiều người, không phải chỉ có một mình ôn thụy hào. anh không nghe rõ đúng không? có điều gì khác nhau chứ? trừ phi em thề với trời rằng em không thích anh, đối với anh ta không có một chút cảm giác nào anh sửng sốt sau đó nhíu mày nói anh ghen sao cô tò mò nhìn anh hỏi cảm giác anh vô cớ gây sự không giống với tác phong của anh không dài là anh đang ghen anh bất giác cứ như vậy mà bộc lộ cảm xúc của mình em coi anh ấy là người thân của mình là anh trai tuy rằng không có chung quan hệ huyết thấm nhưng vì sự quan tâm của họ dành cho em em coi họ là người nhà Ôn Thụy Hảo và Alex cũng chính là anh trai của em. Còn có ba mẹ anh ấy, bọn họ đều là người nhà mà em yêu quý. Anh căn bản không cần phải ghen. Em đã cùng với bọn họ ở bên nhau hai năm, còn bên anh cũng chỉ có một ngày. Anh giống như là đứa bé không giành được món đồ chơi yêu thích, một mực mà muốn giành lấy. Sao anh không ghen luôn với ba mẹ em đi? Em ở bên hai người bọn họ cũng chỉ có hai mươi mấy năm thôi, cô giờ khóc giờ cười nói em già biết là anh không ghen anh hậm hực nói là thật á à? cô há hốc miệng bọn họ có thể cùng em dưới một mái nhà mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em có thể cùng với em nói chuyện ăn cơm không cần nhìn bóng lưng của em mỗi khi rời đi lúc ấy anh thật sự rất hâm mộ và có một chút ghen ghét anh duỗi tay ôm lấy cô đem cầm dựa trên vai của cô lẩm bẩm mà tự nói khi nào chứ cô nhẹ giọng hỏi thì phát hiện mình bắt đầu thích em đoạn thời gian đó không phải chúng ta hẹn tạm thời không cần phải gặp mặt sao kỳ thật có rất nhiều lần anh đều lén đi theo tài xế nhan xem em về đến nhà nhìn em đi vào sao anh không gọi cho em cô cảm động mà thốt lên lúc ấy cứ nghĩ không gặp nhau là tốt nhất nếu lúc ấy anh biết em sau này sẽ không từ mà biệt anh sẽ không lãng phí thời gian như vậy anh nắm chặt cánh tay trong nháy mắt lại đem cô ôm sát hơn một chút thực xin lỗi cô xin lỗi anh đối với quá khứ lúc trước cô không từ mà biệt điều đó vẫn luôn là canh cánh trong lòng của cô nếu em thật sự muốn xin lỗi thì mau cùng với ôn thụy hạo ly hôn đi sau đó lên gả cho anh anh ngừng đầu không chớp mắt nhìn cô nói em thật sự cần một chút thời gian cô vẻ mặt khó xử nhìn anh em không thể bởi vì hạnh phúc của mình mà mặc kệ cảm nhận của người thân cho nên anh đổi yêu cầu khác có được không được vậy đêm nay em đừng về nhà ở lại đây cùng với anh anh mãnh liệt nhìn chằm chằm cô không được cô hô hấp dừng lại tim đập không tự chủ mà đập loạn cả lên vậy anh cùng em về nhà em không cần mở miệng mọi chuyện anh nói với họ là được không được đâu. cô lại đột nhiên kích động kêu lên. em chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức ly hôn với ôn thụy hào sau đó gả cho anh, hai là đêm nay ở lại với anh, an ủi anh, thuyết phục anh chờ đợi. anh không một chút dao động nhìn cô vẫn là kiên trì với quyết định của mình. anh thật là, cô không biết nên nói gì cho phải. anh đã đợi em hai năm, em không thể nghĩ lại tâm tình của anh, đồng tình với anh quan tâm anh một chút hay sao? Không cần đem sự đồng tình quan tâm của mình để lại cho người khác. Chia sẻ một chút cho anh không phải tốt hơn hay sao? Anh lại tỏ vẻ đáng thương trước mặt của cô. Thực xin lỗi, em đã biết. Đêm này em sẽ ở lại cùng với anh. Thì vần Nhổ tức khắc mềm lòng, lòng cũng tràn đầy yêu thương và ái náy. Cô là nhu mỉ hứa hẹn. Không được nói dối đấy, ai nói dối chính là cuốn con. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cô cùng với Tề Lạc vào khách sạn, nhưng cô lúc này vẫn khẩn trương như lúc ban đầu. Không còn cách nào khác, hiện tại thân phận của cô chính là phụ nữ có chồng. Cùng với người đàn ông không phải là chồng mình vào khách sạn, thấy thế nào cũng đều là ngoại tình. Ở ngoài yêu đương vụng trộm, cô không khẩn trương mới chính là kỳ quái. Trọng điểm chính là cô không cho rằng Tề Lạc mang cô đến nơi này, đơn thuần chỉ là tưởng cùng với cô thắp nến tầm sự suốt đêm không khỏi có suy nghĩ khác cho nên cô có thể không khẩn trương ư tuy nói cô là người đã làm mẹ làm vợ nhưng đối với chuyện thân mật giữa nam và nữ cô cũng chỉ có một lần và hai năm trước cô không có một chút kinh nghiệm cô có thể không khẩn trương ư tìm cô đập nhanh anh sẽ không nghe thấy nhỉ xuống xe đi trong bất chỉ bất giác anh đã chạy tới nơi xuống xe lại mở cửa cho cô à cô đáp nhẹ một tiếng Động tác có điểm cứng đờ đi xuống Tới nơi rồi Anh duỗi tay không có chủ động nắm lấy tay của cô Mà là chờ đợi cô duỗi tay Nắm lấy bàn tay của mình Giống như là đem phần quyết định cuối cùng giao cho cô Anh lặng lặng chờ Trên mặt không có một tia mất kiên nhẫn Chỉ có sự ôn nhô cùng với thâm tình Cô nhìn anh Tim không biết vì sao lại đập chậm lại Chậm rãi và ổn định Cô đem tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh anh lập tức mỉm cười với cô, kiên định mà nắm lấy tay cô. Sau đó nắm tay của cô kéo cô lên lầu. Lần trước cùng với anh vào khách sạn, cô mang theo quyết tâm từ biệt cùng với anh, cho nên phát sinh tình một đêm là chính là hoài niệm cho cuộc đời cô. Cho nên lúc ấy tâm tình luôn thấp thỏm bất an. Vừa thấy anh không nghĩ là muốn cô liền chủ động nhào qua quyến rũ anh. Bởi vậy cả đêm đó, trừ bỏ làm và làm thì bọn họ cũng không làm gì khác. Thế nhưng đêm này đêm này lại hoàn toàn là một sự khác biệt bọn họ còn nói chuyện phiếm về hai năm qua anh còn dẫn cô đến phòng karaoke hát thật nhiều bài hát cho cô nghe lần đầu tiên nghe thấy anh cất tiếng ca cô cảm giác thật cây ngạc bởi vì giọng ca của anh giống như ngôi sao ca nhạc giọng thật là hay cô nghe xong như là yêu anh thêm một lần nữa ánh đèn mờ mờ chiếu khắp căn phòng anh cúi người hôn cô sau đó giống như củi khô gặp được lửa rồi lại bốc cháy hừng hực Lần đầu tiên có một chút kịch liệt, tề lạc giống như đã chờ rất lâu, đã nhịn rất lâu. Hết thảy đều là kịch liệt điên cuồng, thiếu chút nữa làm cô không chịu được, không thở nổi. Xong việc, anh hôn nhẹ lên chán của cô, sau đó nói lời xin lỗi. Anh luôn ôn nhu ôm cô vào phòng tắm, giúp cô sửa sạch thân thể, cùng nhau vào bồn tắm, hình tròn mà hưởng thụ. Chẳng qua các loại hưởng thụ này, đại khái cũng chỉ có 10 phút đi, hoặc là chưa đến 5 phút. Bởi vì anh không an phận, đôi tay lại ở trên người của cô dao động chạm đến chỗ nhạy cảm của cô không tự trụ được mà tim đập nhanh hơn huyết mạch sôi trào dục hỏa lan tràn khắp toàn thân sau đó đem mình lần thứ hai dâng hiến cho anh cô cực kỳ mệt nhọc bị anh bế ở trên giường cơ hồ như là vừa đụng đến gối liền đã nhắm mắt ngủ say Đồng hồ sinh lý buổi sáng của cô đều đúng 7 giờ liền đem cô đánh thức. Cô giật mình tức khắc có loại cảm giác toàn thân đau nhức. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới tối qua, cô nhanh chóng mở to mắt, xoay người quay đầu nhìn người kế bên gối. Có lẽ là động tác quá lớn đã kinh động đến anh. Cô nhìn về phía anh, anh liền mở hai mắt. Sau đó cùng với cô bốn mắt nhìn nhau, liền hơi mỉm cười. Chào buổi sáng. Anh khàn giọng nói với cô, tiếp theo liền trực tiếp hôn cô dịu dàng. Nhưng nụ hôn dịu dàng này Một lúc sau liền biến mất Lại biến thành sáng sớm trên giường vận động Người đàn ông này thật là Nên như nói như thế nào đây Tinh lực của anh sao có thể dư thừa đến vậy Lần thứ hai tỉnh lại Đã là gần giữa trưa Thì Vân Nhu thật sự mệt đến nỗi Một đầu ngón tay đều không dơ lên được Bất quá bởi vì đột nhiên cô nghĩ đến Hôm nay không đi làm Cũng không gọi điện thoại cho ôn Thụy Hạo xin nghỉ Chắc hẳn anh rất lo lắng cho nên cố gắng bỏ dậy gọi điện thoại cho anh ta. Nhưng hình như cô đã lo lắng quá nhiều. Nhận được điện thoại của cô, ông Thụy Hạo một chút lo lắng cũng không có, ngược lại còn có tâm tình để trêu chọc cô nữa. Nói sớm đã giúp cô viện cớ trước mặt ba mẹ. Bốn cô hưởng thụ thật tốt kỳ nghỉ này. Qua kỷ niệm lần này, chỉ cần cho anh một con trai nuôi hoặc con gái nuôi là được. Cô tắt điện thoại trong tiếng cười của ôn Thụy Hảo, sau đó cảm giác ấm áp của tề lạc từ phía sau chuyển tới cánh tay vòng trên eo của cô phát sinh chuyện gì tên kia như thế nào lại vui vẻ cười lớn tiếng như vậy anh tò mò hỏi còn không phải do anh hại sao cô quay đầu chừng anh một cái anh làm gì chứ anh hại ai bao giờ anh vẻ mặt không thể hiểu được mà biểu tình nếu không phải do anh không biết tiết chế em sẽ không cần phải xin nghỉ cũng không bị anh ta cười nhào không phải anh làm hại Thì là ai làm hại đây Cô đỏ mặt hờn dỗi liếc anh một cái À thì ra là như vậy Anh như là bừng tỉnh đại ngộ Anh thật sự đã rất tiết chế lắm rồi Bằng không hiện tại Em khả năng nói chuyện đều không có đâu Vì để chứng thường lời nói của anh là thật Anh liền đem tiểu đệ dương cao Hướng về phía cô Cô cả người cứng đờ Lộ ra khó có thể tin Anh... Giờ khắc này cô thật sự không có lời để nói Vật quá anh lo cho em hẳn là đói bụng Cho nên tạm thời tha cho em đấy Anh nói xong liền hôn cô Sau đó lui ra phía sau rồi buông cô ra nói Giữa trưa em muốn ăn cái gì? Có cái gì ăn ngon không? Để cử một chút đi Cô trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi Nghĩ thầm nếu anh thật sự lại làm thêm một lần nữa Cô có khả năng trực tiếp sẽ nằm trên giường mà đói chết bởi vì cô tuyệt là không có sức lực để có thể bước khỏi cửa để có thể tìm kiếm đồ ăn nhân phẩm của cô thật sự tốt rời khỏi khách sạn thì vân nhu mang theo tệ lạc đến vài chỗ để thưởng thức mỹ thực hai người bọn họ giống như mới vừa hẹn hò chỉ cần hai người ở bên nhau làm chuyện gì đều làm mới mẻ một chút cũng không cảm thấy nhàm chán bất quá lúc ăn thì vân nhu có một chút nhớ con trai làm sao vậy cảm giác được cô cảm xúc có đột nhiên có một chút trầm xuống. Tề lạc mở miệng hỏi. Không có gì. Cô lắc đầu nói. Em có nói là không có gì sao? Có phải có bí mật không thể nói với anh không? Anh trầm mặc một chút, có một chút bị thương hỏi. Không có. Em hiện tại không có gì bí mật giấu anh cả. Em có thể thề với trời. Cô nghiêm túc, hai mắt chăm chú nhìn anh nói. Chính là em hiện tại rõ ràng có tâm sự lại không chịu nói với anh Anh trực tiếp nói rõ nhìn cô Em không có tâm sự gì Chỉ là có chút nhớ con trai thôi Cô nhìn anh chốc lát Rồi khẽ thở dài một hơi nói Tề lạc nhẹ sừng sốt Không nghĩ tới sẽ nghe thấy Như vậy một đáp án Con trai Nghĩ đến đứa bé đã từng nằm trong vòng tay của anh Một đứa bé nhỏ xíu đáng yêu Anh trong lòng cũng không thể không nhớ về đứa bé kia Hận không thể ngay lập tức gặp được nó ngay lúc này sau đó được anh ôm vào trong ngực mở miệng kêu anh là ba ba bất quá anh cũng không quên mình đã đồng ý với mẹ của thằng bé là phải cho cô ấy có chút thời gian để có thể xử lý mối quan hệ với ôn gia con trai chúng ta tên gì anh đến bây giờ con không biết anh mở miệng hỏi cô niệm kỳ thằng bé tên kêu là niệm kỳ ôn niệm kỳ về sau sẽ sửa thành tề niệm kỳ cô nhẹ nhàng nói với anh Điều đó là đương nhiên Bởi vì thằng bé là con trai của anh Anh vẻ mặt rất đắc ý liền tiếp lời Niệm kỳ Niệm tề Luyến tề Tề này là do em đạt Nghĩa là nhớ đến anh Luyến tiếc anh Đồng thời cũng muốn con trai biết Anh chính là ba ba ruột đúng không Anh đột nhiên sững người Ánh mắt có một chút nóng nảy nhìn cô nói Em cho rằng chúng ta Đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh là ba ruột của thằng bé Trừ bảo huyết thấm Em hy vọng nó có thể có được một chút gì đó từ anh Cho nên mới lấy tên này Nếu như đã bị anh nhìn thấu Cô cũng không có gì để phủ nhận Cô liền gật đầu nói Đời này sẽ không gặp lại Em tàn nhẫn thật đấy Anh nhớ mày không tự chủ được nói Chúng ta chính là hai người Của hai thế giới khác nhau Nếu không phải em và em gái của anh Lớn lên có chút giống nhau mà gia đình anh lại cần một người đóng giả tiểu ái, chúng ta cả đời đều không thể có liên quan." Cô nhìn anh một cái tâm sự, Tề Lạc Tức Khắc không nói một lời, bởi vì anh biết cô nói tất cả đều là sự thật. "Đi thôi, nếu em nhớ con trai, anh đưa em trở về." Anh chùi miệng đứng dậy nói với cô. "Em đã đồng ý với anh, hôm nay sẽ dành nguyên cả ngày ở bên anh mà." "Không liên quan, tương lai của chúng ta còn dài, chờ lát nữa." Em chỉ cần cho anh xem con trai một cái là được Anh liền ăn ủi nhìn cô nói Tuy rằng chỉ nhìn thấy một chút Nhưng anh nghĩ điều đó cũng làm anh thỏa mãn rồi Anh chỉ muốn nhìn đứa nhỏ một chút mà thôi Thì Văn Nhu nghe vậy đột nhiên cảm thấy chua xót Cô không đành lòng Bọn họ là cha con rùa thịt Vậy mà anh chỉ có thể ở ra nhìn lén con trai của mình Đưa em về nhà Em đem con trai ra cho anh nhìn Sau đó anh còn chơi với nó Cô đề nghị Có thế chứ Anh tức khắc vui mừng khôn xiết Đương nhiên Bên cạnh nhà em có một công viên Chúng ta có thể đưa thằng bé ra đó Cô gật đầu nói Vậy tốt quá Chúng ta đi nhanh lên đi Anh gấp gáp đến không chờ nổi Nửa giờ sau Tề lạc đưa xe của mình vào bãi gửi xe Sau đó họ chia nhau ra Tề lạc đến công viên trước giờ Để chờ hai mẹ con Thi Vân Nhu đến anh chờ mong lại lo lắng, liền sợ đứa bé mang ra không được, anh sẽ mừng hột. đợi trường khoảng 7 phút, anh rốt cuộc cũng thấy thân ảnh của người mình yêu trên tay còn ôm theo đứa bé, hoàn thai từ từ bước về phía anh. anh cầm làm không đầu, lập tức chạy thật nhanh về phía bọn họ. con trai lúc này không có ngủ, mở to đôi mắt đèn lấy, có một chút tò mò, lại có một chút sợ người lạ, liền ôm lấy cổ của mẹ mình, lén nhìn tề lạc bộ dạng đáng yêu làm anh hận không thể lập tức ôm thằng bé vào lòng. Nhưng anh biết mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Làm như vậy chỉ dọa cho đến con trai, làm anh lại càng khó tới gần hơn nữa. Anh nên làm thế nào đây? Anh liền xin sự giúp đỡ của cô. Chúng ta trước tiên là dẫn nhiệm Kỳ đi chơi cầu chuột đi. Lúc sau nó sẽ từ từ không coi anh là người lạ nữa. Thì Vân Nhu nói với anh, anh liền lập tức gật đầu, sau đó đi theo hai mẹ con bọn họ đến cầu trượt. Trượt, trượt, trượt. Con trai vừa nhìn thấy cầu trượt, cả người đều đã hoạt bát cả lên, chỉ vào cầu thang với Vân Nhu, bộ dạng đáng yêu, cao hứng mà kêu lên. Đúng rồi đấy cầu trượt, bà bối à, con có muốn chơi không nào? Thì Vân Nhu nói chuyện với con trai. Con trai lập tức gật đầu như dã tỏi. Thì Vân Nhu ôm con trai đến cầu trượt, hai người một trên một dưới, làm con trai nhỏ vui chơi mà cười ha ha. Con trai chơi đến vui vẻ, nụ cười trên môi không bao giờ mất. Khoảng cách cùng với tề lạc đã là kéo gần nhau hơn. Sớm đã hoàn toàn không còn sợ anh nữa, mà còn chủ động nhào tới anh, muốn anh ôm một cái. Anh ôm cậu bé đến cầu trượt bởi vì cậu bé còn muốn chơi nữa. Thì Vân Nhu chỉ là cùng hai cha con bọn họ chơi vài lần. Lúc sau liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi, để hai cha con bọn họ tiếp tục ở bên nhau, vui vẻ chơi cầu trượt. Nhìn hai cha con ở một chỗ, nghe tiếng cười của hai cha con, cô không biết vì sao trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác chua xót, hốc mắt có chút cay cay, giây tiếp theo nước mắt liền rơi xuống. Cô cũng không biết vì sao mình sẽ có cảm xúc này, đại khái rất cảm động đi. Cô giũ tay lau nước mắt, không ngờ Tề Lạc lại vừa vặn lúc này quay đầu nhìn về phía cô, thấy cô đang lau nước mắt. Trên mặt tươi cười đột nhiên mất đi Bé con trai bước tới gần phía cô Đã xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ vừa rồi em trở về Bị người ôn ra của trách sao Anh trầm giọng hỏi Gì cơ Cô ngây người một chút liền vội vàng lắc đầu nói Không phải Ba mẹ ôn từ trước đến nay Đều chưa từng mắng em Đều là đối xử với em rất tốt Vậy thì em vì cái gì mà khóc Anh nghiêm túc hỏi Em cảm động không được sao Cô có chút bất đắc dĩ Ngượng ngùng nhìn anh một cái Liền thấp giọng đáp Cái gì Anh nghe không rõ Em cảm động không được sao Cô nói lần nữa Sau đó hốc mắt hơi phiếm hồng mà nhìn anh Xem các người cha con ở bên nhau Khiến em cảm thấy cảm động Cảm động đến mức làm em rơi nước mắt đấy Cô nói xong Nước mắt của cô lại từ hốc mắt rời xuống Đồ ngốc à anh đầm bầm một câu dưới tay đen cô kéo vào trong ngực gắt gao mà vòng ôm sau đó cúi đầu hô lên trán của cô thâm tình nhìn cô nói anh yêu em vân nhô cô nghe vậy nước mắt tuôn ra không ngăn lại được dưới tay gắt gao mà ôm lấy anh ở trong lòng ngực của anh mà khóc thút thít loại mất đi hạnh phúc mà tìm lại được khiến cô cảm thấy mình thực may mắn tể lạc một tay ôm con trai một tay ôm người mình yêu cảm giác khóc mắt cũng có chút cày ướt anh hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây bởi vì giờ khác này anh cảm thấy hạnh phúc hạnh phúc với anh mà nói không dễ tin cho nên anh nhất định sẽ càng quý trọng hạnh phúc này anh thề với trời lâm tuyết nhiên từ sân bay đi ra dáng người chuẩn ăn mặc thời thượng khiến cho cô lập tức hấp dẫn ánh mắt nóng bỏng của vô số đàn ông ở sân bay nếu như là trước kia cô nhất định sẽ là hưởng thụ các loại cảm giác hơ vinh này thế nhưng hiện tại cô lại không có một chút tâm tình nào để có thể hưởng thụ thị vân nhu cái người phụ nữ kia thế mà lại xuất hiện ở bên tề lạc hơn nữa còn lấy thân phận là phụ nữ kết hôn có một đứa bé mà xuất hiện thật là không biết xấu hổ cô nhớ rằng đã cùng với thị vân nhu nói qua tề lạc là của cô cái người phụ nữ đê tiện kia vì cái gì lại không nghe lời không hiểu tiếng người tề lạc là thuộc về cô cho dù hai người có giải trừ hồn ước cô cũng không chịu từ bỏ anh ta một khác cũng không. Cô rời đi chỉ là vì tạo cho mình một hình tượng mới để có thể xuất hiện ở trước mặt của Tề Lạc, muốn cho anh có sự kinh ngạc để có thể hồi tâm chuyển ý lại yêu cô thêm lần nữa. Chỉ là cô ngàn lần không nghĩ tới, anh thế nhưng lại dùng cái người phụ nữ không biết xấu hổ kia mà lại ở bên nhau. Khi nhìn đến báo cáo điều tra kia, cô thiếu chút nữa là tức đến điên người, quả thực là không thể tin được tình hình sẽ phát sinh như vậy người phụ nữ kia biến mất 2 năm, sau đó lại đột nhiên thừa dịp tề lão bệnh nặng mà xuất hiện, thế mà còn dám mang theo một đứa bé, cùng với tề Lạc dây dừa không rõ. thật là không biết xấu hổ. Cô ta chỉ là đồ mặt dày, Chưa bỏ tiền cùng với điều vị, cô không thể nghĩ ra lý do thì vẫn nhu quay trở lại. Sẽ vì tề lão mà xuất hiện. Cô ta cho rằng mình là cháu gái ruột, có tư cách đến bên tề lão mà có chỗ tốt sao? Thật là nực cười. Chỉ có tề lạc bị cô ta giả nhân giả nghĩa mê hoặc Bất quá cũng không quan trọng Lầm tuyết nhiên cô đã trở lại Tuy rằng ba mẹ của cô đã ra lệnh Trong vòng 5 năm không được về nước Thế nhưng cô lại trộm trở về Để không có ai biết đâu Chỉ cần giải quyết xong Cái con đàn bà kia Cô lại xuất ngoại thêm 3 năm Cô liền có thể đường đường chính chính Trở về bên cạnh tề lạc Làm thiếu phu nhân của cô Cho dù cô vẫn sẽ cùng với một ít đàn ông chơi đùa nhưng mà vị trí bên cạnh tề lạc vẫn phải thuộc về cô. Chỉ có cô mới có đủ tài mạo, song toàn, có đủ gia thế hiển hách mới có thể xứng đáng bên cạnh anh. Giờ tay nhấc chân đều là cao quý yêu nhã, người xứng đôi với trưởng tôn tề gia chỉ có cô mà thôi. Khóe miệng của cô chợt lạnh đồng mỉm cười, cô lấy di động gọi điện. Tôi đã xuống máy bay, người ở đâu? Cô hỏi, nếu là trộm về nước, cô tự nhiên sẽ không thể về nhà, cũng không thể xuất hiện ở nơi người quen. Cho nên nơi nương náu cô đã nhờ người an bài Chỉ cần đi theo kế hoạch là ổn Tôi đang ở bên ngoài đi loanh quanh Cô nói cho tôi biết Cô đang ở cổng số mấy Tôi lập tức sẽ tới Trình thám trần liền trả lời Số 7 Lâm tuyết nhiên ngẩng đầu Nhìn dòng chữ xa xa mà trả lời nói Ok tôi 2 phút nữa sẽ tới Màu đen RAV4 So với chiếc xe trước kia Chiếc này cũng là miễn cưỡng chấp nhận hai phút sau lâm tuyết nhiên ngồi vào chiếc xe bắt bẻ đánh giá một chút về chiếc xe rồi nói việc này đều đã cảm ơn tuyết nhiên tiểu thư mấy năm nay chiếu cố cho tôi nếu không tôi sao có năng lực đổi xe mới như vậy trình thám trần vẻ mặt đầy lấy lòng người tiếp tục thay tôi làm việc cho tốt tôi bảo đảm người nhất định trong thời gian tới sẽ ngồi trên chiếc xe pmv lâm tuyết nhiên ngạo mạng mà khẽ nâng đầu nói Hai năm trước cô biết Thi Vân Nhu tồn tại Chính là nhờ trình thám trần này Ồ cảm ơn tiểu thơ Tôi nhất định sẽ là cúc cùng tận tùy Việc nào cô giao cũng sẽ không từ chối Trình thám trần định bờ Đừng có nói nhảm nữa Từ lần trước báo cáo đến nay Hai người kia còn gặp mặt thêm lần nào nữa không Cô mệnh lệnh mà hỏi Có có Hai ngày trước tề tiên sinh Cùng với người phụ nữ kia Ở một ngày một đêm Cái gì lâm tuyết nhiên nghe vậy là tức khắc giống giận ra tiếng khuôn mặt tức giận đến vạn vèo trong ánh mắt càng để lộ ra vẻ lạnh lẽo tôi có chụp ảnh đấy cô có muốn xem hay không trình thám trần lại cẩn thận hỏi cảm thấy nếu anh nói ra bộ dạng thân mật kia của hai người đó mình sẽ bị tai bày vạ gió hình ở đâu trình thám trần chỉ chỉ chỗ để tài liệu lâm tuyết nhiên không nói hai lời lập tức cầm lấy túi tài liệu mở ra Bên trong tìm được sắp hình Bắt đầu nhìn từng tấm hình một Cô ta càng xem Sắc mặt lại càng khó coi Nghiến răng nghiến lợi Biểu hiện giữ tổn dị thương Trình thám trần nhìn lén cô liếc mắt một cái Một bên lái xe Một bên ở trong phòng Không ngừng mạn niệm a di đà Phật Tôi muốn đi đến chỗ anh ta Lâm tuyết nhiên bỗng nhiên Nghiến răng nghiến lợi mà ra lệnh Hiện tại sao Trình thám trần rất ngạc nhiên hỏi Không sai Cô giống giận mà hét lớn. Trình thám trận tuy rằng trong lòng có một chút oán hận, nhưng vẫn là không biểu hiện ra bên ngoài. Ai kêu cô ta là bà chủ của anh cơ chứ? Thì Vân Nhu ngồi ở quầy phòng khám, mí mắt không ngừng giật giật, chỉ là cảm thấy lo sợ bất an. Cô cảm giác giống như có gì đó không tốt, sắp chuẩn bị xảy ra. Bà chủ, cô làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à? Hội lý trường chú ý tới động tác của cô, quan tâm mà hỏi thì Vân Nhô tuy rằng là bà chủ của phòng khám, nhưng mà đối đãi với mọi người đều rất bình dị gần gũi. Tính tình lại tốt, chưa bao giờ ra vẻ cao cao tại thường, cho nên mọi người đều thực sự thích cô, tự nhiên cũng sẽ quan tâm đến cô. Không biết vì cái gì, mí mắt của tôi cứ luôn giật giật như vậy. Thì Vân Nhu hơi trao mày, xòa mí mắt nói. Mặt trái hay là mắt phải? Hộ lý trường liền hỏi. Mắt phải. Nam tà, nữ hữu là điểm tốt đấy, yên tâm đi. Hậu Lý Trường vỗ vỗ bả vai của cô rồi an ủi nói. Như thế nào tôi lại nghe nói là ngược lại. Hộ Lý Hạ lên tiếng. Nam tả nữ hữu, cô cho tôi nghe qua sao? Hậu Lý Trường trưởng mắt nhìn cô ta liếc mắt một cái. Có đúng như vậy không? Hộ Lý hà vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Chính là như vậy không sai? À, như vậy là sẽ phát sinh chuyện tốt ư? chẳng lẽ là chung số bà chủ à mấy ngày nay cô có mua vé số sao cô coi kết quả chưa hộ lý hạ hứng thú hỏi tôi á à, tôi không có mua thì phần Nhũ lắc đầu cười khổ nói à vậy thì không phải cái này vậy sẽ là chuyện gì à tôi biết rồi hộ lý hạ bỗng nhiên là lên một tiếng này cô có thể nhỏ giọng được không đừng có quên còn có người bệnh đang khám đấy Hộ lý trường tức giận mà kéo cô lại Lập tức nhắc nhở nói Bà chủ Cô có thể là mang thai Hộ lý hạ lẻ lưỡi Nhìn xung quanh một cái Lúc sau mới nhỏ giọng nói Thì văn nhu nghe vậy tức khắc cứng họng ngay người Có đạo lý đấy Tiểu niệm kỳ hiện tại đã là một tuổi rưỡi Cô hiện tại có thai Cũng là thời điểm tốt mà Hộ lý trường hai mắt sáng lên Gật đầu mà tán đồng nói Bà chủ cô nhất định là mang thai Hộ lý hạ lập lời thể son sắt mà nói Tuyệt đối không có khả năng Hai người các người đừng có nói bừa Thì Vân Nhu giờ khóc giờ cười Cô đừng nói là không có khả năng chứ Nói không chừng chính là đã có đi Cô có muốn biết hiện tại thì đi xét nghiệm thử không Vài phút là đủ rồi Hộ lý trường thúc giục nói Ở trong phòng thuốc có que thử thay Vân Nhu chỉ cần lấy là được Mấy người đừng náo loạn thì Vân Nhu cười khổ lắc đầu nói Thấy các cô càng nói lại càng hăng Cô quyết định là tạm dừng mọi chuyện ở đây Thôi được rồi Có người bệnh tới kìa Khóe mắt nhìn thấy có người đẩy cửa phòng khám Vân Nhu Tiếng nói quen thuộc Làm cho cô ngây ra nhờ phóng Tể lạc như thế nào sẽ là anh Anh không phải hôm qua mới rời đi sao Như thế nào hôm nay lại chạy tới Bà chủ Anh ta là ai nha Lần đầu tiên nhìn thấy tể đại soái Hộ Lý Hạ nhịn không được Mà nhỏ giọng hỏi Lần trước cô ấy cũng nghe nói Thế nhưng hôm đó chính là ngày nghỉ của cô Cho nên không gặp được Anh ta là bạn của bà chủ Cái người tôi nói với cô đấy Hộ Lý Trương dựa đến bên tai của cô Nhỏ giọng mà nói Hộ Lý Hạ hai mắt viên trường Trong mắt đầu tiên là hiện lên sự kinh hỉ Kinh diễm Ngày sau đó lại biến thành cô đơn thất vọng Bởi vì cô đột nhiên nhớ tới hộ Lý Trương Ngày hôm qua có nói một câu đó chính là đáng tiếc đối phương đã kết hôn sinh con. Ồ, đúng là tiếc nuối thật đấy. Anh như thế nào lại chạy tới? Thì Vân Nhu rốt cổ cũng hồi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía của Tề Lạc hỏi. À, có chút việc, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Tề Lạc vẻ mặt nghiêm túc với cô mà nói. Thì Vân Nhu sừng sốt một chút, gật đầu từ chỗ ngồi đứng lên. Chỉ chốc lát đã liền cùng với anh đi ra phòng khám làm sao thế đã xảy ra chuyện gì vân nhu quan sát sắc mặt của tề lạc có điều gì đó không đúng liền hỏi lầm tuyết nhiên cái người phụ nữ kia về nước rồi anh nhận được tin tức cô ta không về tề ra giống như là trực tiếp đến đây là có ý gì cô chớp mắt nhìn tề lạc hỏi có một chút phản ứng không kịp anh sợ là cô ta nhắm vào em tề lạc lo lắng sốt ruột nhìn cô nói thì vân nhu cứng họng nhìn anh bị lời nói của anh khiến cho sợ ngây người. Cô chớp chớp mắt, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy hộ lý hạ kêu tên của cô, cùng với quen thuộc tiếng chuông di động reo lên. Bà chủ à, di động của cô có người gọi đến, hình như là điện thoại của mẹ chồng cô. Hộ lý hạ nói, chờ em một chút nhé. Cô ấy nấy nhìn về phía của tề lạc, sau đó nhìn đến phía hộ lý hạ, từ trên tay của cô ấy lấy điện thoại của mình. Alo Chỉ hai giây trên mặt của cô không còn chút máu Một mảng tái nhờ dọa người Mẹ Mẹ nói cái gì Tiểu kỳ bị một người phụ nữ xa lạ Mạnh mẽ ôm đi Cô hoảng sợ mà giống lớn nói Phòng khách ôn ra tràn ngập không khí đau thương Cảnh sát tới tới lùi lùi Phụ nữ thì khóc rứt mướt Đàn ông trong nhà thì lại liên tục gọi điện Tiểu niệm kỳ mới có một tuổi rưỡi đã bị bắt cóc Bọn bắt cóc nghe nói chính là một người phụ nữ xinh đẹp. Đối phương đầu tiên là cố ý tới gần công viên tản bộ tiếp cận với mẹ Ôn, sau đó nói chuyện cùng với bà, trêu đùa với tiểu Nhiệm Kỳ, không ngừng ca ngợi đứa bé thông minh, thật đẹp, hâm mộ đều là bộc lộ ra bên ngoài. Sau đó cô ta bắt đầu nói mình rất khó mang thai, rất muốn có một đứa bé. Mẹ Ôn cũng đồng tình, mở miệng nói muốn ôm tiểu Nhiệm Kỳ không biết có thể hay không trong lòng của mẹ ôn không có phòng bị liền là lập tức đáp ứng đem thằng bé giao cho đối phương sau đó người phụ nữ kia đột nhiên ôm đứa bé xoay người chạy như điên mẹ ôn ở đây kinh ngạc một giây lập tức kêu to cứu mạng lúc này công viên thừa thớt người nên không ai có thể giúp bà bà tuy rằng liều mình chạy theo nhưng tuổi đã cao đuổi phải lại từng bị thương nặng căn bản là đuổi không kịp đối phương cuối cùng chỉ có thể chờ mát nhìn cô ta ôm thằng bé nhỏ đi Bà nghe tiếng khóc của cháu Mà lòng đau như cát Ít lâu sau tiếng khóc cũng biến mất Bà chỉ có thể gọi điện thoại cho con dâu Nói lại tình hình Cảnh sát ngồi ở phòng khách Trên sofa đối diện Mẹ ôn kìm không được nước mắt mà khóc thút thít Mặt của Thi vần nhụ không có chút máu Ngồi bên cạnh bà Một bên là chấn an bà Một bên không ngừng lau đi nước mắt Cô là người đau lòng, lo lắng nhất hiện tại Bởi vì đứa bé bị bắt cóc Chính là con trai của cô anh cùng tôi nói chuyện một chút đại khái nghe xong sự tình phát sinh ôn Thủy hạo lạnh mặt nói với tề lạc tề lạc không nói gì mà đi theo anh alex cũng đi theo ra ngoài bên ngoài cửa lớn đột nhiên ôn Thủy hạo xoay người nắm cổ áo của tề lạc mà xách lên rốt cục là chuyện gì xảy ra anh nói rõ ràng cho tôi anh đối với tề lạc giận dữ mà hét lớn con trai tôi nếu có gì bất chắc tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người Hảo, anh bình tĩnh một chút đi Đừng quên anh ta mới chính là ba ruột của niệm kỳ Nếu muốn so lo lắng So nóng vội Anh ta tuyệt đối cũng không thua anh đâu Alex tiến lên Bắt lấy tay của ôn Thủy Hảo Lý trí mà ngăn cản anh Ôn Thủy Hảo oán hận mà buông tề lạc ra Có phải Có phải hay không Anh biết người phụ nữ đã bắt cóc là ai Có phải không hả Alex bằng trực giác liền hỏi tề lạc tệ lạc cũng là do sự gật đầu vậy tại sao không nói với cảnh sát đi alex hỏi không có chứng cứ cái gì mà không có chứng cứ con trai tôi bị bắt cóc sinh tử không rõ thế nào mà bây giờ anh lại nói chứng cứ sao ôn thùy hảo nghe vậy Chồng nháy mắt lại xông lên nắm thấy cổ áo của anh đối với anh nghiến sang nghiến lợi mà giống dần hảo alex tiến lên ngăn cản trước hết nghe tệ lạc giải thích đã chưa bỏ không có chứng cứ anh ta hẳn là còn có lý do khác đừng quên anh ta hẳn so với anh càng sốt ruột càng lo lắng hơn lý do ôn thùy hạo lần nữa buông anh ra lạnh lẽo nhìn anh nói nếu anh không cho tôi một lý do thuyết phục tôi sẽ không bỏ qua cho anh người phụ nữ kia tinh thần không ổn định nếu là cảnh sát ra mặt cô ta có khả năng sẽ rất cực đoan niệm kỳ sẽ càng nguy hiểm hơn Tề lạc nhíu chặt mày Rốt cuộc cũng nói ra sự băn khoăn của mình Đáng chết Ôn Thụy Hạo hung hăng Mà đá lớp xe bên cạnh mắng một tiếng Nghe anh nói như vậy thì chắc là có kế hoạch rồi Alex nhìn tề lạc nói Trước tiên tôi đã vận dụng quan hệ của chính mình để điều tra Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tề lạc âm trầm nói Chờ đợi, phải chờ đến khi nào Ôn Thùy Hảo tức giận mà chất vấn anh Tất cả chuyện này đều do anh mà ra Nếu anh muốn tìm tới Vân Nhu Vì cái gì lại không xử lý sạch sẽ chuyện trước kia Vì cái gì lại muốn đem nguy hiểm Đưa tới hai mẹ con bọn họ Anh thật sự là đáng chết Tên là không còn lời nào để nói Bởi vì anh hiện tại Cũng hối hận sắp chết rồi Ngày đó Vân Nhu nói với anh Cô lo lắng lầm tuyết nhiên Khi đó anh đã không để bụng Bảo đảm chuyện kia sẽ không tái diễn Không nghĩ tới mới chỉ qua hai ngày mà thôi liền phát sinh ra loại sự tình này chỉ có thể nói may mắn bởi vì anh nhớ tới vẻ mặt bất an của vân Du liền gọi điện thoại tìm và hỏi tình hình gần đây của lâm tuyết nhiên để có thể an tâm lúc sau anh liền bắt đầu thu được tin tức không tốt cô ta ở anh quốc không an phận giống như trộm về nước lát sau lại có tin tức đã tìm được người mới vừa xuống phi cơ đang đi về phía một khách sạn ở trung tâm thành phố sau nửa giờ lại đột nhiên nhận lại tin tức cô ta thay đổi tuyến đường đi về phía nam Mãi cho đến cô ta đi nhờ chiếc xe RV4 Khi tiếp tục lộ trình Đi về vị trí của Vân Nhu Lúc này anh mới tin Mục tiêu của cô ta có thể chính là Vân Nhu Anh đã bằng tốc độ nhanh nhất Đi đến phòng khám nơi cô làm việc Anh không ngờ mục tiêu của cô ta Không phải là Vân Nhu Mà chính là con trai của bọn họ Người phụ nữ kia đúng là kẻ điên Vân Nhu nói một chút đều không có sai Đó là do anh đã quá sở xuất Hối hận đã không thể thay đổi được gì anh hiện tại chỉ có hai việc nên làm một là cứu con trai hai là giải quyết lầm tuyết nhiên dứt khoát lần này anh tuyệt đối sẽ không băn khoăn nghĩ đến cảm giác của các trưởng bối mà thủ hạ lưu tình đột nhiên tiếng di động vang lên anh nhanh chóng đem máy để nghe tìm được người anh một bên nhanh chóng nói với ôn thụy hạo cùng với alex sau đó đi về phía xe của mình ngồi xe của chúng tôi nơi này chúng tôi nắm rõ hơn anh alex nói anh gật đầu lập tức thay đổi phương hướng ngồi trên xe của alex đồng thời nói ra địa chỉ xe nhanh chóng lăn bánh trên đường trình thám trần hiện tại tâm tình khá thấp thỏm bất an có một loại cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó có thể leo xuống anh hoàn toàn không biết sự tình này lại trở thành như bây giờ anh chẳng qua chỉ là một thám tử thu thập tư liệu ngẫu nhiên chụp mấy tấm ảnh để đổi lấy cơm ngày ngày thu thập tin tức mà thôi như thế nào hiện tại lại biến thành đồng lõa của bọn bắt cóc Chuyện này rốt cục anh nên làm thế nào Anh dùng sức mà vào đầu Tâm loạn như ma Đau đầu không thôi Anh hiện tại cũng chẳng biết phải làm gì Nếu sớm biết người phụ nữ này điên cuồng như vậy Anh sẽ không vì kiếm một chút tiền liền cùng với cô Nghe gì làm nấy Anh thật sự là hối hận Hiện tại thì anh rốt cục nên làm thế nào Báo cảnh sát chủ động đầu thú Vấn đề là trách nhiệm pháp luật chỉ là chuyện nhỏ Đắc tội với người phụ nữ điên này Mới chính là chuyện lớn nếu người phụ nữ này muốn trả thù anh Thì người nhà của anh nên làm gì bây giờ Anh tuyệt đối sẽ không hoài nghi Cách người phụ nữ điên này Sẽ làm thêm những điều điên rồ hơn nữa Chỉ vì hận thù Cô ta còn động thủ đánh một thằng bé mới tập nói Cô còn có chuyện gì mà làm không được Nhớ tới đứa bé bị đánh đến nỗi Mặt mũi bầm dập kia Anh ta liền không đành lòng Lương tâm của anh ta cắn rớt Bởi vì anh ta cũng có một đứa con trai Cũng sắp xỉ tuổi Anh ta thật sự đau lòng cho đứa bé một chiếc xe hơi chạy băng băng, rồi sau đó dừng lại. anh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại bị bóng dáng xuống xe của người đàn ông khiến anh cứng đờ trong nháy mắt. đại thiếu gia nhà họ tề tề lạc. anh ta như thế nào lại xuất hiện ở đây? anh ta như thế nào có thể tìm được nơi này, lại còn tới nhanh như vậy? trong nháy mắt, Trình thám trần tựa hồ như đã nghĩ thầm suốt, tựa hồ như thấy được một cọng rơm cứu mạng. anh không một chút nghĩ ngợi, liền lập tức chạy về phía của tề lạc. Tôi có thể giúp các người thuận tiện Tiến vào nơi giam giữ thằng bé Cái người phụ nữ kia điên rồi Các người nếu chọc giận cô ta Đứa bé sẽ nguy hiểm tới tính mạng Anh ta nhanh cháo mở miệng Cho thấy thành ý của chính mình Chuyển phe bây giờ vẫn còn kịp Người vì cái gì mà làm như vậy Tề lạc đi tới trước mặt của trinh thám trần Biểu tình lạnh lẽo Tề lạc liền nghi hoặc Nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt Suy nghĩ một chút Tề lạc liền biết người đàn ông này Chính là đồng bọn với Lâm Tuyết Nhiên Tuy nhiên chỉ là không hiểu đối phương như thế nào Lại nói với anh những lời này Tôi là một trinh thám Một thám tử không tên mà thôi Tôi không phải là bọn bắt cóc Càng không phải là kẻ mất đi sự thiện lương Tôi cũng có con Người phụ nữ kia đã Cô ta đã làm gì Tên lạc nắm chặt cánh tay của anh ta Kích động mà hỏi Cô ta đánh đập đứa bé Người nói cái gì Một lời giống giận phát ra Chính là tiếng của ôn Thụy Hảo cùng với Alex còn lại tề lạc là tức giận đến nỗi Bóp chặt cánh tay của Trinh Thám Trần Thiếu chút nữa Làm cho tay của anh ta cũng bị gãy xương Tôi dẫn các người đến chỗ đó Tôi sẽ mở miệng rủ rỗ cô ta mở cửa Những chuyện khác liền giao cho các người Trinh Thám Trần đau tới mức nước mắt tuôn trào Nhưng mà anh ta lại hoàn toàn không dám kêu đau Chỉ có thể nhanh chóng mà lấy lòng nói Đi Tề lạc buông tay nói Âm thanh giống như là sấm rền làm cho người bên cạnh cảm thấy sự tức giận của anh làm cho người khác sợ hãi trình thám trần lập tức xoay người dẫn đường bước chân nhanh như bay một giây đồng hồ cũng không dám bỏ lỡ bởi vì chung quanh anh ta khí chất của ba người này quá lớn làm anh ta có một cảm giác nếu như làm lỡ một giây liền sẽ là chết oan uổng, làm trong lòng của anh ta cũng run sở anh ta hiện tại duy nhất chính là hy vọng làm chuyện này nhanh qua đi mặc kệ kết quả cuối cùng có ngồi tù hoặc là cái gì anh đều nhận chỉ cần nhanh chóng kết thúc vụ này có sự hỗ trợ của trinh thám trần hết thảy tự hồ đều trở nên rất đơn giản trinh thám trần gõ cửa lâm tuyết nhiên mở cửa bọn họ nhân cơ hội mà bước vào đem người phụ nữ kia buộc chặt lại đem băng dính dán vào miệng cô ta chạy về phía quần nhiệm kỳ hai tay hai chân của thằng bé bị dây thừng buộc chặt gương mặt bị đánh đập dã man ôn thụy hạo cùng với alex đưa thằng bé chạy chữa còn tề lạc ở lại hiện trường chờ cảnh sát tới thấy con trai bị đánh đến cả người toàn thân là thương thích lòng của anh đau như cắt phẫn nộ trước mọi thứ thế nhưng tâm trạng của anh lại vô cùng sợ hãi không dám đi cùng đến bệnh viện anh sợ phải nghe bác sĩ nói con trai của anh ngoại trừ vết thương có thể nhìn thấy còn có khả năng không cứu chữa được hôm qua anh rõ ràng nhìn thấy thằng bé còn khỏe mạnh hồn nhiên chơi đùa không lo không nghĩ giống như một tiểu thiên sứ đáng yêu vui vẻ như vậy hiện tại chỉ có thể thở thòi thóp Cả người toàn là vết thương Tất cả đều do người đàn bà này Tề lạc nhìn Lâm Tuyết Nhiên bị trói chặt trên sofa Miệng cô ta đã bị Alex Xông lại mà dán bằng dính Ánh mắt của anh cũng dần trở nên độc ác Cuộc đời này lần đầu tiên Anh hận một người Hận đến mức muốn phanh thây cô ta thành trăm mảnh Tôi đã nhớ cảnh cáo cô Không nên chọc tôi thêm lần nào nữa Anh mở miệng nói Giọng nói lạnh lùng vang lên Càng khiến cho người khác thêm phần sợ hãi Um, um. biện của Lâm tuyết nhiên bị băng dính Dán kín Chỉ có thể phát ra âm thanh như vậy Không có biện pháp để có thể trả lời tề lạc Cô cho rằng hai năm trước Tôi giao cho cô cái đĩa gốc Là tha thứ cho cô sao Cô cho rằng bối cảnh của ba mẹ cô lớn lắm ơ Lớn đến nỗi tôi phải thủ hạ lưu tình Không dám giết cô Cô cho rằng tôi là một người không để mặt tăng Cũng phải để mặt vật Cô nghĩ chỉ cần ông nội của tôi Và ông của cô còn sống thì tề lạc tôi liền không thể trở mặt với lâm gia các người chắc tề lạc nói một câu rồi lại một câu trên mặt của anh nét cười bên khóe miệng càng dương cao chỉ là nụ cười kia khiến cho người khác cảm giác như là nụ cười của ác ma nhìn mà không khỏi lạnh sống lưng không lâu nữa thì cảnh sát tới đây đi theo bọn họ còn có cả đám phóng viên chắc là cô vui lắm nhỉ nhớ không lầm thì lúc trước cô nói rất thích fresh của bọn phóng viên cô thích tôi sẽ liền chiều cô còn nữa, cái đĩa tình ái của cô hai năm trước chưa có dịp cho mọi người thưởng thức. Lần này, tôi sẽ kêu chủ soạn cho cô lên hẳn trang bìa luôn. Cô cũng biết thời đại này rồi đấy. Chỉ cần không bao lâu, những tấm hình, những đoạn clip của cô có thể lan tràn trên mạng xã hội. Không bao lâu, cô sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Lâm già cũng là nở mày nở mát. Và mẹ của cô, không, phải nói là toàn bộ gia tộc của cô mới đúng. Hẳn sẽ là vì chuyện này mà sức đầu mẹ chán sau đó khó tránh được cái ngày mất mát khác. Đối thủ cạnh tranh sẽ là nhân cơ hội mà lật đổ gia tộc của cô, bởi vì tôi sẽ hiến kế cho bọn họ, hơn nữa sẽ cung cấp viện trợ, làm cho bọn họ có thể nuốt chửng lâm gia nhà cô. Tôi sẽ hủy hoại mọi thứ của cô. Tôi nói được làm được, không tin, cô cứ vào tù mà chờ xem. Nói xong, tề lạc dứt khoát rời đi Không để ý đến cô ta dãy rủa, Không ngừng la lên Ô ô bởi vì nếu anh không rời đi Anh rất có thể sẽ không nhịn được nữa Mà giết cô ta Để có thể trả thù cho con trai Ít lâu sau cảnh sát cũng tới Đem Lâm Tuyết Nhiên cùng với Trinh Thám Trần về đồn Tề là có điện thoại cho Vân Nhu Biết được cô đã tới bệnh viện Anh đột nhiên không dám mở miệng Hỏi tình trạng của con trai thế nào Nhưng mà anh không hỏi Thì không có nghĩa là Vân Nhu sẽ không nói với anh Ngay bên kia giọng nói của cô run run Không ngừng khóc lóc kể lể hỏi cái người phụ nữ lầm tuyết nhiên kia vì cái gì có thể tàn nhẫn như vậy vì cái gì có thể hành hạ một đứa bé chưa đến 2 tuổi đứa bé đã làm gì sai nghe tiếng khóc thề lương của vân nhô càng khiến cho lòng anh đau như cát cô nói vết thương của con trai chỉ là vết thương ngoài da nhưng do khá nhiều vết thương nên cần phải chăm sóc cẩn thận một khoảng thời gian bác sĩ bảo đã kiểm tra tổng thể trên người thằng bé tất cả đều không có gì đây chính là tin tức tốt nhất mà hôm nay anh nghe thấy cuối cùng thì anh cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi nhưng mà trong lòng của anh sự hối hận cùng với tự trách lại không vì thế mà biến mất ngược lại lại càng thêm trầm trọng hơn anh vẫn luôn suy nghĩ nếu không phải bởi vì anh chạy đến nơi đây mọi chuyện sẽ không xảy ra anh vẫn luôn suy nghĩ nếu không phải bởi vì anh xuất hiện hai mẹ con của bọn họ có thể không lo không nghĩ có thể vui vẻ sống với người nhà họ ôn con trai cũng có thể khỏe mạnh lớn lên không cần phải trải qua kiếp nạn này anh vẫn luôn suy nghĩ, Lầm Tuyết Nhiên, cái người phụ nữ điên kia sẽ không vì vậy mà bỏ qua sao? Nếu còn có tiếp theo, người chịu khổ sẽ là ai? Là con trai hay là cô, hoặc là người có quan hệ với cô, bao gồm cả ba mẹ cô. Cô hiện tại sống cùng với ba mẹ chồng và bạn bè, cô có thể bởi vậy mà sinh ra cảm giác oán hận đối với anh, thậm chí là bắt đầu căm ghét. Nghĩ đến đây thôi, anh đột nhiên không còn dũng khí để đối mặt với cô nữa. Anh ở nơi này còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý Cho nên không có biện pháp có thể đến bệnh viện ngay được Con trai liền phiền em chiếu cố Em cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy Đừng cố gắng ôm mọi việc vào người, biết không? Anh mở miệng ôn nhu nói Được, vậy anh mau giải quyết chuyện công việc đi Em muốn đi xem con trai Cô khàn khàn nói Vân Nhu Anh bỗng gọi cô lại Em đây, Cô dùng giọng mũi dày đặc Thực xin lỗi Nói xong anh nhẹ nhàng tắt điện thoại Sau đó trở về tề ra Gần đây trên mạng xã hội Đều có nhiều tin tức được bàn tán sôi nổi Tin tức được bàn tán nhiều nhất Chính là thiên kim của Lâm Thị Lâm Tuyết Nhiên Không chỉ có chiếm vị trí hết trang bìa của nhiều tòa sản Mà còn có trên tin tức TV Phóng viên ngày nào cũng thúc trực Ở đồn cảnh sát và nhà riêng của Lâm gia Là vị hôn phu trước đây của Lâm Tuyết Nhiên Tề lạc đương nhiên không có khả năng để đứng ngoài cuộc. Bật quá bởi vì thế lực của tề gia, cho nên truyền thông cũng không dám làm gì quá phận với anh. Người xưa nói quả không sai, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sự tồn tại của Vân Nhu cũng bị các phóng viên đào ra. Thế nhưng tề lạc đã đánh tiếng với các tòa soạn, nên cô cũng không có bị gắn tới danh hiệu người thứ ba, mà là được ghi là người bị lầm tuyết nhiên hải. Về nội dung, đại khái viết về cô làm việc ở tề gia, Nên gặp được lâm tuyết nhiên sau đó cô ta sinh lòng nghi ngờ hãm hại, cho nên mất đi công việc, sau này sinh mạng bị uy hiếp, cả nhà của cô liền chuyển về phía Nam sinh sống. Mãi đến 2 năm sau, nghe được sức khỏe của Tề lão chuyển biến nguy kịch, cô liền đến bệnh viện để thăm hỏi. Một lần nữa Lâm Tuyết Nhiên ghen tước hiểu lầm mà lại hãm hại cô. Điều châm chọc chào phóng ở bản tin này chính là, Lâm Tuyết Nhiên hai năm trước đã sớm không phải là vị hôn thê của Tề đại thiếu gia nữa. Tuy là sự tồn tại của Thi Văn Nhu bị phóng viên đào ra, thế nhưng miêu tả cũng không nhiều lắm. Tiêu điểm vẫn đặt ở thiên kim tiểu thư của Lâm Gia, bởi vì khi tin tức về Thi Văn Nhu bị đào ra không lâu thì lại xuất hiện tin tức Lâm Tuyết Nhiên, Hoàng Dâm Vô độ. cô ta chụp và quay lại những cảnh trụy lạc. Người xem vừa tò mò, vừa kích thích, nên đem tin tức về Thi Văn Nhu cũng bỏ ra sau đầu. Tin tức ngày càng lớn, Lâm Tuyết Nhiên coi như là xong đời, cô ta thân bại danh liệt, tập đoàn Lâm Thị cũng vì thế mà bị liên lụy. Không chỉ thiệt hại về tài sản tiền đồ, mà bối cảnh cũng là xuống dốc không phanh. Đối thủ cạnh tranh cũng nhân cơ hội mà phá hoại. Cho dù người cầm quyền của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Hải Sơn, đần độ đến mấy cũng có thể biết được mọi chuyện bọn họ bị nhắm vào. Tuy nói, Lâm gia bọn họ có quan hệ thân thiết cùng với tề gia, nhưng chuyện đó cũng là chuyện của mấy năm về trước. Hắn ta vô cùng mất mặt, nhưng vẫn mặt dày mẩy dặn mà tới tề gia để cầu viện trợ. Không ngờ, người đối phó với lâm gia bọn họ không ai khác, chính là tề gia, đời thứ ba, nhân vật yếu tố nhất, chính là tề lạc. Về cái gì chứ? Lâm Hải Sơn khó có thể tin được, tức giận mà chất vấn. Lâm tuyết nhiên, tề lạc chỉ nói ra ba chữ này. Mọi chuyện hết thầy đều là hành vi cá nhân của cô ta Cùng với Lâm Thị không có quan hệ không nên vì thế mà trả thù chúng tôi Hắn ta tức giận nói Cô ta nếu không phải là có tiền Có hậu thuẫn Mà không coi ai ra gì Muốn làm gì thì làm Cô ta nếu không phải có tiền Có hậu thuẫn Mà không coi ai ra gì Muốn làm gì thì làm sao Mà cô ta có tiền có hậu thuẫn Thì là do đâu Là tập đoàn lâm thị các người Tề lạc trước sau không biểu hiện gì Lúc này đây anh tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là trường bối Mà có thể rút lui Tôi sẽ gọi người đem cô ta đến nước ngoài Về sau trừ bỏ phí sinh hoạt Sẽ không cho cô ta thêm bất cứ thứ gì nữa Hai năm trước Cũng có người nói với tôi như vậy Kết quả thì sao chứ Người cầm quyền Lâm Thị nháy mắt Trong lòng đem ba mẹ của Lâm Tuyết Nhiên Mà nguyền rủa Nếu không phải bọn họ sinh ra đứa con gái ngoan như vậy Lại đem nó sủng đến nỗi kiêu căng Tùy hứng, vô pháp vô thiên Bọn họ ở tập đoàn Đã không có tài cán gì nay lại ngáng đường của ông không mong lập được đại công gì chỉ cần lâm thị không sụp đổ thì ông vẫn còn nắm quyền lâm hải sơn là người thừa kế đời thứ ba của lâm thị ông mới nắm quyền chưa được bao lâu giờ khác này ông lại nhớ tới di ngôn của ông nội nhất định là phải đưa lâm thị phát triển tốt hơn nếu ông không thể phát triển lâm thị thì cũng phải cho tồn tại nhưng bây giờ có lẽ đã muộn rồi chính là gia tộc mà anh vừa nắm quyền thế nhưng lại bị mất gần một phần tư sản nghiệp một phần tư đó là một phần tư chính là mồ hôi, là xương máu của tổ tiên để đánh đổi. Kết quả lại chỉ ở hơn 2 tháng đã bị phá hủy. Ông chính là tội nhân, là tội nhân lớn nhất của gia tộc Lâm Thị. Người muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay, người cứ nói đi. Ông giống như là nháy mắt đã già hơn 10 tuổi, suy sụp mà hỏi. Diệt cỏ thì phải diệt tật gốc. Tên lạc thông thả mà mở miệng. Người muốn đuổi cùng giết tận sao? Sắc mặt của ông ta đột nhiên không còn chút máu Tôi không nghĩ như thế Nhưng là chú Lâm có thể thay tôi Nghĩ ra một phương án vẹn cả đôi đường Tôi còn phải cưới vợ sinh con Nên bây giờ phải trải đường trước Gạt bỏ đi những nguy hiểm tiềm tàn về sau Lâm tuyết nhiên Cô ta là một kẻ điên Tôi cũng nên có lựa chọn an toàn của mình Tề lạc nghiến rằng nghiến lợi mà nói ra Nếu tôi đem ả à ta ra nước ngoài Để cầm tù thì sao Lâm Hải Sơn trầm mặc một chút, thở dài hỏi, "Chú Lâm có thể bảo đảm cô ta tuyệt đối sẽ không đào tẩu sao?" Tề Lạc lạnh giọng hỏi, "Tôi sẽ đem cô ta đưa đến một nơi chuyên giam giữ nô lệ ở nước ngoài, đồng thời tịch thu hộ chiếu của cô ta. Tôi sẽ khai trừ chức vị của ba mẹ cô ta ở tập đoàn Lâm thị, làm cho bọn họ cũng là đến nước ngoài sinh sống, không có bất cứ quyền lực hoặc là có thể lợi dụng thêm ở Lâm thị. Cho nên, người cũng không cần phải lo lắng bọn họ trả thù." Như vậy có thể chứ? Đây chính là biện pháp tốt nhất mà ông có thể nghĩ đến ngày bây giờ. Tôi không nghĩ sẽ mạo hiểm thêm lần nữa. Tề lạc lạnh nhạt nói. Tôi càng không biết nghĩ thế nào. Nhưng trung quy, tôi và ba của Lâm Tuyết Nhân là anh em ruột thịt. Tôi cần tìm cho họ một con đường sống. Lâm Hải Sơn có một chút kích động nói. Tề lạc, ta thật sự hâm mộ Tề gia có nhân tài như ngươi. Đầu óc thông minh, ánh mắt tinh tường tính toán tài giỏi nhìn rõ phương hướng ở phía trước xí nghiệp tề ra giao cho ngươi nhất định có thể càng ngày càng huy hoàng nâng cao thêm một bước nhưng là ở lâm gia ta là một nhân tài đều không có không phải ta vì tình hình trước mắt mà nịnh nọt ngươi mà thật sự đó là như vậy tề ra các người sẽ càng lúc càng tốt thăng quan tiến trước rất nhanh mà lâm gia chỉ có thể càng ngày càng xuống dốc nghiêm túc ông bỗng nhiên hít sâu một hơi Công bằng nhìn tề lạc nói Tập đoàn lâm thị giao cho ta Lúc nào ta cũng luôn lờn lớp lo sợ Không mong cố gắng lập công Chỉ cầu là không phạm lỗi Chính là ta hiện tại không thể giữ gìn được Ta thật sự hổ thẹn Với liệt tổ liệt tông của lâm gia Ta trước đây khi tiếp nhận quyền lực Đã thề với liệt tổ liệt tông Ta tuyệt đối sẽ không làm cho tập đoàn lâm thị Bị hủy hoại ở trong tay ta Nếu không ta sẽ bị trời tru đất diệt Ông tâm sự với tề lạc cho nên tệ là Ta cầu xin ngươi Cho Lâm Gia thêm một cơ hội nữa Ta tuyệt đối sẽ không lại để thêm một người nào của Lâm Gia Đắc tội với ngươi Nếu như lại đắc tội Như vậy tập đoàn Lâm Thị nên bị hủy hoại Tự làm tự chịu Không oán trách người thêm nữa Cháu đã biết rồi Chuyện này liền phiền toái chú Lâm vậy Anh nghiêm túc nói Giảm điệu kính trọng hơn vừa rồi Cảm ơn Lâm Hải Sâm nhìn anh một cái nhỏ giọng đáp Liền xoay người rời đi lâm hải sơn không hồ là người được chọn nắm quyền lâm thị tuy rằng tư chất bình thường không có chi khí cầu tiến thế nhưng lại rất quyết đoán lâm hải sơn mới vừa rời đi ba tề tử vách ẩn sau thư phòng bước ra liền cảm thán nói ba ba không mắng con sao tề lạc liền hỏi ba còn làm cái gì mà ta phải mắng chứ ba tề liền hỏi lại Còn có thái độ không tôn trọng với chú lâm nói chuyện lại giống như là bức ép người quá đáng đó là trừng phạt đúng tội bọn họ Dám tổn thương cháu của ta Nào có người thừa kế đời thứ tư Không đem bọn họ tan ra bại sản Đã là may cho họ lắm rồi Bà Tề nội giận đùng đùng hư lạnh mà nói Tề Lạc biết Muốn mượn thế lực của Tề ra Để chống đối với Lâm Thị Là tuyệt đối không thể nào gạt được người nhà Cho nên anh rất khoát Đem toàn bộ bí mật nói ra Bao gồm chuyện hai năm trước Anh cùng với Thi Vân nhô rơi vào bể tình sau đó bị Lâm Tuyết Nhiên ủy hiếp mà lựa chọn cách không từ mà biệt. Thì Vân Nhu sinh cho anh một con trai. Anh biết được, đương nhiên là vui mừng khôn xiết, kìm nén sự yêu thương không được mà chạy tới thân thiết với con trai. Kết quả là bị Lâm Tuyết Nhiên phát hiện việc này, sau đó bắt cóc con của anh, thậm chí còn ra tay động thủ với đứa bé. Cho nên anh mới muốn trả thù, không trả thù, anh không có tư cách để làm cha. Sau khi biết được mình được lên trước ông nội mà đứa cháu còn chưa được gặp mặt, thế nhưng đã bị bắt cóc đánh đập dã man ba anh nổi giận hoàn toàn không khác với anh làm mấy liền nổi trận lôi đình sau đó toàn lực huy động thế lực để giúp anh trả thù sau đó các chú cũng biết được sự việc này cũng là giận không thể nhịn được cũng là giúp anh một tay cho nên hiệu quả mới có thể nhanh chóng như vậy chuyện này rốt cuộc con tính giải quyết thế nào bà tề liền hỏi con cũng không biết nữa vậy con tính khi nào đem vợ và con về đây Cô ấy đã kết hôn Có gia đình của riêng mình Anh trầm mặc một chút Giọng nói có một chút bất lực Còn nói cái gì vậy chứ Thằng bé là cốt nhục của tề gia chúng ta Đương nhiên là phải đưa về tề gia để nuôi dưỡng Không thể ở bên ngoài như vậy Mẹ của nó cũng không có quyền quyết định Nếu cô ấy không muốn cùng với con kết hôn Muốn tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại Chúng ta cũng sẽ không làm khó cô ấy Nhưng đứa bé nhất định phải trở về Ba tề nghiêm túc nói còn sẽ không làm hai mẹ con cô ấy Phải chia cắt hai nơi Anh cũng là kiên định Vậy thì con mau đem cô ấy cùng nhau trở về đi Con cảm thấy hai mẹ con bọn họ Hiện tại sinh hoạt khá tốt Không cần phải sống cùng với con Con đang nói hàm hồ gì thế Bà Tề tức giận mà quát Ở đây Có cái gì mà Tề ra không có Gả đến đây làm con dâu Chính là phúc phận của cô ấy Cô ấy không lo ăn, không lo mặc, không lo mọi thứ còn có người hầu hạ Cô ấy còn muốn cái gì Muốn như thế nào mới gọi là tốt Không phải vấn đề ở cô ấy Mà là vấn đề nằm ở con Con thì có vấn đề gì Giá thế tốt Lớn lên anh Tuấn tiểu sái Lại có năng lực Lại còn vì cô ấy mà cầu hôn Như vậy có vấn đề gì chứ Bà Tể hừ lạnh nói Còn sợ khi con ở bên bọn họ Lâm tuyết nhiên sẽ lại lần nữa phá hoại Tai nạn lần này chính là Con đã mang đến cho bọn họ nếu không phải là con Nhiệm kỳ sẽ không bị bắt cóc đánh đập Nếu con không ở bên cạnh Thằng bé có thể khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên Nếu có thể cho cuộc sống bình an với bọn họ Còn tình nguyện không ở với bọn họ Tề lạc thống khổ nói Ta như thế nào lại sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch vậy chứ Tránh cho việc lần này lại phát sinh Còn mới cần đem bọn họ mang về bên mình để bảo vệ, chăm sóc Che chở cho bọn họ có hiểu không Tin tưởng người khác không bằng tin tưởng chính mình Đạo lý đơn giản như vậy Còn thế nào lại không biết Tin tưởng người khác Không bằng tin tưởng chính mình Tề lạc lầm bẩm mà thì thầm nói lại Dựa núi núi sập Dựa người người chạy Dựa vào mình chính là tốt nhất Còn chưa từng nghe qua sao Bà tề rèn sát Phải nhân lúc còn nóng lại nói Đứa con trai này bình thường thoạt nhìn thông minh Như thế nào gặp phải chuyện tình cảm liền trở nên ngu ngốc như vậy Thật không còn lời gì để nói Bà, còn cần có thời gian để suy nghĩ một chút Cũng được Bất quá bà nói với con trước Mà kệ cuối cùng con có nghĩ thông suốt hay không Cháu trai của bà Nhất định phải ở tề gia chúng ta mà lớn lên Nếu con không đi đón bọn họ Ta sẽ tự mình đi Nói xong Ba tề xoay người liền rời đi Để lại tề lạc vẫn còn đang ngần người Tề lạc đem bản thân mình nhốt ở thư phòng Muốn tính toán suy nghĩ một chút Không ngờ cửa phòng mới đóng lại không bao lâu liền có người chạy tới gõ cửa quấy giày Chuyện gì? Không phải tôi đã nói tạm thời đừng tới quấy rầy sao? Anh mở cửa phòng không vui với ông quản gia nhíu mày mà nói Là đại lão già muốn tôi nói cho thiếu già biết Bên ngoài có hai vị khách đến thăm Cậu nhất định phải ra gặp mặt Vị quản gia liền nói Khách nào mà tôi nhất định phải gặp chứ Tề là không thể hiểu được hỏi Đại lão già nói cậu cứ đi liền biết Bà đang làm cái gì mà thần bí như vậy Tề lạc tự lầm bẩm nói Sau đó lên hướng quản gia mà nói tiếp Tôi biết rồi Bọn họ hiện tại đang ở đâu Ở Lan Thất Được Tề lạc gật đầu sau đó đi thẳng đến Lan Thất Vừa nghĩ hai vị khách đến thăm rốt cục là người nào Vì cái gì ba anh Lại bắt anh nhất định phải gặp Suy nghĩ mãi vẫn không ra Anh rất khoát từ bỏ không nghĩ nữa Dù sao một chút nữa sẽ thấy người anh cần biết lan thất là nơi đặc biệt để tiếp khách trừ bỏ người thuộc về tề gia. thông thường chỉ dùng để tiếp đãi các nhân vật lớn rất ít để tiếp đãi người ngoài bởi vậy có thể thấy được hai vị khách thăm kia thân vận và địa vị khẳng định có một chút bất phàm tề lạc mang theo suy nghĩ này đi vào lan thất đẩy cửa kính hoa van màu đi vào bên trong không khí tươi mát mùi hoa ở lan thất tỏa ra sau đó anh đi tới bỗng nhiên bước chân có một chút dừng lại bởi vì anh nghe thấy từ trong truyền ra tiếng cười đùa của đứa bé như thế nào nơi đây lại có đứa bé bởi vì tể ra cũng không có đứa bé nào còn nhỏ như vậy đứa bé là do khách đến thăm dẫn tới sao cho nên là vị khách nào mà lại mang theo cháu nhỏ đến chỗ anh chơi một lần nữa anh lại suy nghĩ về thân phận của đối phương những đứa bé thường rất bướng bỉnh không cẩn thận liền sẽ gây ra rắc rối sao lại có thể để khách mang theo đứa bé vào làm thất chiều đái? Trừ vì thân phận của đối phương không nhỏ mà chính là người anh quen biết. Có thể thấy thân phận phi thường hoặc là không giống với người bình thường. Không giống với người bình thường, hai người. Anh nhất định phải thấy đứa bé. Cái loại tin tức ở trong đầu của anh hiện lên, sắp xếp lại. Sau đó gương mặt bỗng nhiên hiện trong đầu của anh chính là Vân Nhô. Tề lạc cả người chấn động, trên mặt là tức khắc lộ ra khó có thể tin được cùng với vui mừng vạn phần. Anh kích động bước vào, bước chân nhanh hơn, nhưng sao lại đột nhiên dừng lại do dự. Từ chuyện bắt cóc phát sinh đến nay đã qua hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng nay, anh tuy rằng có cùng với Vân Nhu nói chuyện điện thoại, nhưng trước sau lại không có đủ dũng khí để đến thăm hai mẹ con bọn họ. Vân Nhu chủ động mở miệng hỏi anh khi nào sẽ tới tìm cô. Anh liền lấy các loại lý do để kéo dài không đến thăm cô cùng với con trai. Cuộc điện thoại gần đây nhất chính là 3 ngày trước. Đương nhiên là anh lại lần nữa lấy cớ để kéo dài. Cô rất cục nhịn không được tức giận, hỏi anh có phải hối hận hay không. Nếu đúng vậy, anh chỉ cần nói một tiếng là được, cô sẽ không bám lấy anh, không chịu buông. Nói xong những lời này, cô liền đem điện thoại cúp máy. Đây là lần đầu tiên cô tức giận với anh, cũng là lần đầu tiên cô ngắt điện thoại của anh. Lúc mới bắt đầu anh có điểm lo sợ, vốn là định lập tức gọi lại cho cô cùng cô nói lời xin lỗi giải thích. Nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy, không phải ông trời đã cho anh cơ hội để chia tay với cô sao? Chỉ cần làm cho cô thất vọng về mình, hết hy vọng, cô tự nhiên có thể cùng với anh phổi sạch quan hệ, vậy sao cũng sẽ không vì anh mà gặp nguy hiểm. Đây không phải là điều anh muốn hay sao? Tuy rằng như vậy sẽ làm anh đau đớn, nhưng mà chỉ cần hai mẹ con bọn họ có thể có được tương lai bình an vui vẻ, như vậy với anh là quá đủ. Cho nên liên tiếp 3 ngày Anh cũng chưa từng gọi điện thoại cho cô Mà cô cũng không gọi lại Có vẻ như thật sự tức giận không nhỏ Chính là ai có thể nói cho anh Hai mẹ con bọn họ như thế nào Lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Thiếu gia Cậu như thế nào lại đứng ở chỗ này Quản gia đã chuẩn bị trà bánh Kinh ngạc đứng ở phía sau lưng của anh mà hỏi Giọng nói của quản gia không nhỏ Tức khắc liền bị chú ý Tiếp theo liền nghe thấy giọng của ba tể vang lên Tề lạc, là... Sao còn không mau lại đây Ở bên đó làm cái gì chứ Anh bất đắc dĩ đành phải đi qua Sau đó lại nhìn thấy hai người Khiến cho anh ngày đêm nhớ mong Cô giống như gầy đi một chút Mà vết thương trên người của con trai cũng đã khỏi hẳn Mở to đôi mắt mà nhìn anh Giống như lần trước ở công viên Khi nhìn thấy anh vậy Ánh mắt mang theo sự tò mò Cùng với một chút sợ người lạ Nhìn dáng vẻ của thằng bé Có vẻ đã hoàn toàn quên mất anh Người đã từng cùng chơi với nó Ở cầu trượt như vậy là thằng bé có phải hay không cũng đã hoàn toàn quên đi chuyện. Mình đã từng bị bắt cóc, bị đánh đập. Anh đau lòng cầu nguyện, hy vọng là thằng bé đã quên. Làm gì giống như khúc gỗ mà đứng ở đó vậy? Vân Nhu vất vả, ôm đứa bé từ xa lên đây. Một câu thăm hỏi cũng không nói sao. Bà Tể bất mãn trừng mắt, liếc nhìn anh một cái. Sao em lại tới đây? Không để ý tới ba, Tể Lạc nhìn Thi Vân Nhu khàn khàn hỏi. Cô không trả lời chỉ là không chớp mắt nhìn anh Các con nói chuyện đi Ta có chút mệt mỏi Trở về phòng nghỉ ngơi trước đây Bà Tề có một chút Không chịu nổi với hai vợ chồng này Ông đứng dậy cho bọn họ nói chuyện Sau đó xoay người rời đi Trong phòng trở nên trầm tĩnh Hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện Tiểu niệm kỳ cũng là ngoan ngoãn Ở trong ngực của mẹ Tò mò nhìn người đàn ông trước mặt Không biết qua bao lâu Thì Văn Nhu rốt cục nhìn không được nữa anh có phải không hy vọng em đến nơi đây? Nếu như đúng như vậy, em hiện tại có thể lập tức rời đi. Cô nhìn anh mà nói thẳng. Anh không có nói như vậy, chỉ là hỏi một câu, sao em lại tới đây mà thôi. Anh nhẹ nhàng nói. Bởi vì anh chậm chạp không tới, cho nên em đành phải tới đây thôi. Cô không chớp mắt nhìn anh. Tề lạc tức khắc có loại cảm giác như là tự vác đá đập vào chân mình thật là sợ cái gì thì tới cái đó nhanh như vậy liền tiến vào chủ đề vấn đề là anh vẫn còn chưa nghĩ thông suốt còn chưa có đủ dũng khí để gặp lại cô và con em đến đây như thế nào đi xe khách sao hẳn là rất mệt đi anh dẫn em tới phòng nghỉ để nghỉ ngơi trước phòng trước kia của em vẫn còn giữ lại anh nói anh ở đây sợ cái gì cô bỗng nhiên mở miệng hỏi anh không sợ cái gì hết Tốt rồi Vậy anh đang muốn trốn tránh điều gì Về cái gì lại cự tuyệt cùng với em gặp mặt Cô có phương thức mà hỏi anh Chúng ta hiện tại không phải đang gặp mặt sao Anh mỉm cười nói Chỉ là trên mặt có một chút mỉm cười như thế Cũng đủ có cảm giác cứng đờ Tốt rồi Nếu đã gặp mặt Vậy thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi Cô đi tới ghế sofa Ôm con trai mà ngồi xuống Em không mệt sao anh do dự hỏi vẫn đứng tại chỗ Không mệt Cô không một chút do dự trả lời Sau đó chậm mặc mà nhìn anh Chờ anh ngồi xuống đối mặt với cô Tề lạc lại ngây người trong chốc lát Khẽ thở dài Nhận đầu hàng hướng tới sofa Mà ngồi xuống nhìn cô Vết thường trên người cô điểm kỳ Đều đã lành hẳn rồi Anh hỏi cô Em cho rằng là anh không quan tâm đến việc này chứ Sao có thể không quan tâm nếu anh quan tâm Vậy đã qua hơn 2 tháng Sao cũng không thấy anh tới thăm con trai Một lần cũng đều không có Cô lên án nói Sau đó lại lên tiếng chất vấn Nói thật Vì thế em có một chút hận anh Anh không nghĩ tới em Nhưng mà cũng phải nghĩ tới niệm kỳ bị thương nằm viện Anh ít nhất cũng nên tới thăm con một chút đi Nó là con trai của anh Hoặc là Anh đã hoài nghi em lừa dối anh Hoài nghi niệm kỳ không phải là cốt nhục của anh. Chưa bao giờ anh hoài nghi việc này. Nghe cô nói vậy, anh liền vội vàng. Vậy anh nói cho em biết đi, về cái gì đã hơn hai tháng, anh một lần cũng không đến bệnh viện thăm thằng bé, không cần lại nói một câu anh rất bận. Em muốn nghe sự thật cơ. Cô nhìn thẳng vào anh biểu tình nghiêm túc. Tề Lạc đột nhiên trầm mặc, thì Văn Nhu cũng không thúc giục anh nữa, mà là kiên nhẫn chờ đợi một bên nhẹ lai con trai muốn ngủ trong lòng ngực, một bên cũng nhẹ nhàng du thẳng bé. À ơi! Tề lạc lần đầu tiên thấy cô du con trai ngủ, ôn nhu tử tốn, tràn ngập tình mẫu tử, khiến cho anh mê mẩn, không tự chủ được mà ngây người. Đây là người phụ nữ anh yêu, cùng với con trai của anh. Điều tốt đẹp như thế này đều thuộc về anh, không phải của người khác. Anh nghĩ mình muốn bảo vệ cho bọn họ bây giờ, so với tin tưởng người khác không bằng tin tưởng chính mình dựa núi núi sập, dựa người người chảy, dựa vào mình chính là tốt nhất. Câu nói của bà Tề cứ vang vọng trong đầu khiến cho anh bừng tỉnh. Ngủ rồi sao? Anh nhìn hai mẹ con mở miệng hỏi, thâm tình giấu nơi đáy mắt của anh. Ngủ rồi. Cô gật đầu nói, trên mặt có một nét ôn nhu. Ôm thằng bé đến giờ ngủ đi, em sẽ đỡ hơn một chút, nó cũng sẽ ngủ thoải mái hơn. Anh lại muốn chạy trốn sao? Không nghĩ cùng với em đối mặt nói mọi chuyện với nhau Thì Vân Nhu bình tĩnh mà nhìn anh hỏi Không, chính là muốn cùng em nói chuyện Cho nên mới muốn em ôm con trai đến giờ ngủ Anh sẽ không trốn tránh Anh nhìn cô nghiêm túc trả lời Biểu tình cũng kiên định Cô trầm mặc nhìn anh trong chốc lát Rất cổ cũng gật đầu tin tưởng Đem con trai ngủ say Tạm thời giao cho ông nội của đứa bé chiếu cố Sau đó thì Vân Như đi theo tể lạc Đi vào trong phòng của anh Cùng anh quen biết thời gian cũng không tính là ngắn Còn sinh cho anh một đứa con trai Nhưng lần này là lần đầu tiên Thì Vân Nhu có cơ hội đi vào phòng riêng của anh Cảm giác thực mới mẻ Em muốn uống gì? Chỗ anh có gì? Rượu, cà phê, nước trái cây Sữa tươi, nước khoáng Thật đúng là cần cái gì đều có cái đó Nơi này có tủ lạnh Cô như thế nào không thấy được Ở dưới quầy ba À Em uống cái gì? Anh lại lần nữa hỏi Nước trái cây đi Tề lạc đổ một ly nước ép táo cho cô Lấy thêm một chai nước khoáng cho chính mình Em không phải muốn biết Lý do anh vì cái gì Mà không đi thăm thằng bé sao Ngồi xuống sau Anh trực tiếp mở miệng nói Bởi vì anh sợ hãi Và lo lắng hai người Nếu ở lại cùng với anh Có phải hay không sẽ lại bị tổn thương Anh đã suy nghĩ rất nhiều có phải anh nên rời khỏi cuộc sống của em hay không? Cho các người có thể tiếp tục cuộc sống cùng với bác sĩ ôn sẽ là hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, bình an. Ở cùng với anh, em và con không biết sẽ gặp nguy hiểm khi nào. Không bằng mất đi hai người cho em và con có được cuộc sống bình an vừa sướng. Đấy chính là nguyên nhân anh không đến đó. Thì Văn Nhu tức khắc không nhịn được mà rơi lệ bởi vì cô không nghĩ tới anh sẽ suy nghĩ như vậy. Không nghĩ tới anh không đi tìm mẹ con bọn họ là sẽ vì nguyên nhân này. Anh như thế nào lại ngu ngốc đến vậy? Cô khóc dòng nói. Anh cho rằng mất đi anh trong cuộc sống, em và con có thể hạnh phúc sao? Người nhà họ ôn đối xử với em rất tốt, chỉ cần không có nguy hiểm uy hiếp, anh cảm thấy có thể, có thể. Không thể, không có khả năng. Cô hét lớn, sau đó lại khóc lớn hơn. Anh về cái gì không nghĩ tới tâm tình của em? Em yêu anh, anh rốt cục là có biết hay không Anh biết chưa Bởi vì anh cũng yêu em Chỉ là bởi vì yêu em Anh mới có thể sợ hãi như vậy Sợ chuyện lần trước sẽ lại phát sinh thêm lần nữa Sợ là nếu thật sự lại xảy ra Em có thể hay không Bởi vậy mà bắt đầu oán hận anh Cầm hận anh Bởi vì tất cả mọi thứ nguy hiểm Đều là do anh mang đến cho hai người Anh thống khổ nói Anh cũng là có chút liên tiếc bọn họ Kìa không phải lỗi của anh nhưng anh không trốn tránh được trách nhiệm Nếu không phải do anh Lâm tuyết nhiên sẽ không đi bắt nhiệm kỳ Thậm chí là đánh đập thằng bé Cho nên Anh quyết định không cần hai mẹ con em Có phải không Trên mặt của cô toàn là nước mắt Hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn anh hỏi Anh muốn Anh muốn ở bên cạnh mẹ con em Bởi vì anh đã nghĩ thông suốt rồi Anh nhanh chóng nói Sau đó giống như sợ cô sẽ chạy trốn Chạy nhanh đến ngồi cạnh cô duỗi tay đem cô ôm vào trong lòng ngực của mình. Anh đã nghĩ thầm suốt rồi thật sự đấy. Anh muốn tự mình bảo vệ cho mọi người, chiếu cố mọi người, mặc kệ là phát sinh bất luận chuyện gì. Cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống đỡ cho hai mẹ con, che chở cho hai người, bảo vệ cho hai người suốt đời suốt kiếp. Anh vừa ôn nhu lại kiên định hướng về cô mà tuyên thệ. Nghe anh thề thốt thì Vân Nhu nhịn không được lần thứ hai rời lệ. Cô trời mới biết mấy ngày nay cô có bao nhiêu thấp thỏm bất an, lo được lo mất, lo lắng và sợ hãi. Cô sợ anh sẽ không cần cô và con. Cô sao có thể không biết anh kéo dài thời gian gặp cô qua điện thoại. Tuy rằng anh luôn dùng những lý do hợp lý, nhưng là có chuyện gì quan trọng hơn chuyện con trai bị thương phải nằm bệnh viện chứ. Trừ vì anh không nghĩ đến chuyện nhận đứa con trai này, cũng không nghĩ đến việc muốn hàn gắn lại với cô. Chỉ có những thứ đã từng mất mới biết có bao nhiêu quý chồng. Nhưng nếu là mất mà tìm lại được, lúc sau lần nữa sẽ lại mất đi sao? Chắc chắn sẽ đau lòng, tuyệt vọng mà muốn chết. Cho nên có bị sự thống khổ này tra tấn hơn 2 tháng. Tiếp đó, cô mặt dày mày dặn, ôm con trai, chủ động tìm tới cửa. Bởi vì cô rốt cục thừa nhận, mình không chịu nổi sự thống khổ này, cho dù là một ngày cũng không được. Nếu anh cuối cùng vẫn quyết định rời đi thế giới của cô, cô tình nguyện sớm một chút sẽ bị phán tử hình cũng không muốn dày dừa không rõ ràng. Bất quá hiện tại, rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, hết thảy chờ đợi dày vào những ngày qua, vừa đều đáng giá. Cô rưỡi tay gắt gao mà ôm lấy anh, trong lòng cũng nghĩ, đời này cô sẽ không bao giờ buông tay của anh và rời đi thêm lần nào nữa. Vân Nhô, em có nguyện ý gả cho anh không? Anh bỗng nhiên nhẹ nhàng mà đem cô đẩy ra, cúi đầu nói, thâm tình nhìn cô, mở miệng hướng cô mà cầu hôn. Nguyện ý, Em nguyện ý Cô hải mắt đẫm lệ gật đầu Nín khóc mỉm cười Cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh Anh có một chút kích động mà hôn cô Nhưng mà chúng ta muốn kết hôn Thì có phải Em đến cùng với bác sĩ ôn Bàn bạc chuyện ly hôn chứ Em xem Em với anh ấy đã ly hôn Cô đột nhiên nói Chuyện khi nào chứ Anh có một chút giật mình Một tháng trước em không phải lo lắng ba mẹ của bác sĩ ôn sẽ không chấp nhận sự thật sao em xử lý chuyện này thế nào tề lạc không thể không hỏi bởi vì anh thật sự quá kinh ngạc không nghĩ tới khi anh ở bên này do dự dãy rủa không biết lựa chọn thế nào thì cô đã sớm cùng với ôn thụy hạo ly hôn rời đi ôn ra chuyện này hoàn toàn vượt qua ngoài tưởng tượng của anh anh quá đỗi kinh ngạc nhắc tới chuyện này thì vần nhiều đột nhiên đã tâm sự với anh anh biết không thì ra ba mẹ em nói là ba mẹ chồng trước của em ấy kỳ thật bọn họ đều biết con trai của mình là người đồng tính luyến ái chỉ là bọn họ không muốn chấp nhận mà thôi cho nên bọn họ có thể nói là ngay từ đầu tới cuối đều đã biết nhiệm kỳ căn bản không phải là con cháu của ôn gia chính là bọn họ vẫn đối xử với em cùng với nhiệm kỳ rất tốt em thật sự thật sự là cảm ơn bọn họ cũng là yêu thương bọn họ Cô quả thực là cảm kích từ tận đáy lòng, cảm động mà nói cho anh tình hình thực tế. Lần trước, nhiệm kỳ xảy ra chuyện là từ trong tay của mẹ ôn bị ôm đi. Mẹ ôn vì thế mà luôn canh cánh trong lòng, luôn tự trách cùng xin lỗi. Sau này bởi vì ấy náy, liền nói với em, kỳ thật bọn họ đã sớm biết bí mật này, rằng niệm kỳ không phải cốt nhục của ôn gia bọn họ. Nói bọn họ thực xin lỗi em, đồng thời cũng nói, nếu như em tìm được hạnh phúc của mình muốn rời đi bọn họ sẽ cho em rời đi đồng thời chúc phúc cho em thì ra ngày đó anh và em cùng nhau chạy về nhà bọn họ đã mơ hồ đoán được anh chính là ba ruột của niệm kỳ cô cảm thán mà kể trời cao thật sự đối với cô không tệ khi cô gặp phải khó khăn đã giúp cô gặp được ôn thụy hảo còn có cả ba mẹ ôn nữa sau đó em cùng với bác sĩ ôn ly hôn anh liền hỏi Đúng rồi Cô khẽ gật đầu Chẳng lẽ khi đó em vẫn không cảm giác được Anh đối với em có chút thái độ không thích hợp sao Anh nhìn chằm chằm cô rồi hỏi Cảm giác được chứ Vậy em vẫn còn quyết định ly hôn Chẳng lẽ sẽ không vì mình mà chờ đường nuôi sao Nếu anh chọn rời xa mẹ con em Dù chết cũng không đi tìm em nói chuyện Vậy em phải làm sao bây giờ Anh có một chút tức muốn học máu cho nên em mới tới đây Cô cong môi mỉm cười Nếu anh không nghĩ thầm suốt Em đến rồi cũng vô dụng Anh có một chút nổi giận Cô gái ngốc này sao lại không biết suy nghĩ cho bản thân mình chứ Nghĩ đến chuyện cô sẽ khổ cực Anh sợ tới mức toàn thân phát run May mắn anh đã nghĩ thầm suốt May mắn là anh không có làm việc ngốc nghếch May mắn cô còn ở trong lòng ngực của anh May mắn Cảm ơn ông trời anh không tự chủ được Lại ôm cô vào trong ngực Gắt gao mà ôm lẩm bẩm nói nhỏ Tề lạc Em còn có chuyện muốn nói với anh Thì Vân Nhu bỗng đột nhiên mở miệng Ngữ khí có một chút do dự Chuyện gì Anh hơi buông lòng cô ra cúi đầu hỏi Em đã nhận ba mẹ ôn làm cha mẹ nuôi Anh hẳn là sẽ không nổi giận đi Cô có một chút thấp thỏm nói Bởi vì cảm giác Anh đối với ôn già có một chút bài xích sẽ không, có người đối xử tốt với em, tốt với con trai của anh. Anh lại vì cái gì mà nổi giận chứ?" Anh khẽ lắc đầu nói. "Thật sự không?" Cô có một chút phản ứng ngoài ý muốn mà nhìn anh. "Em cho rằng anh không thích em cùng với Ôn gia quá mức thân thiết. Anh không có không thích, chỉ là bởi vì bọn họ có thể cùng em và con trai sớm chiều ở chung mà anh lại cùng hai người là phân tách hai nơi, làm anh có chút ghen tị thôi." chính là hiện tại em cùng với con trai đều ở bên cạnh anh anh còn có gì mà ghen tị nữa vậy sao nơi đó chính là nhà mẹ đẻ thứ hai của em nếu em muốn về thăm nhà bọn họ anh sẽ cùng về với em anh ôn nhu mỉm cười với cô nói cảm ơn anh tề lạc cô cũng là cảm thấy rất cảm kích giữa chúng ta không cần nói cảm ơn anh lắc đầu nói ừ cô dùng sức gật đầu sau đó tạm dừng một chút mới mở miệng Tề lạc, em còn có một chuyện nữa muốn nói cho anh nghe. Chuyện gì? Anh mỉm cười hỏi, phát hiện ra mình thực thích ôm cô như vậy, nghe cô nói chuyện. Cho nên mặc kệ cô còn có một chuyện hay mười chuyện hoặc là cả trăm chuyện muốn nói với anh, anh đều hoan nghênh cả. Chuyện này em còn không chắc chắn, nhưng có chút khả năng. Cô vẫn còn một chút do dở. Cái gì mà không chắc chắn nhưng lại có khả năng anh cũng bị lời nói của cô khiến cho hoang mang chính là chính là mang thai cô bỗng nhiên dựa vào bên tai của anh nhẹ nhàng mà nói ra anh bỗng nhiên ngây người có kinh hỉ khiếp sợ vẻ mặt khó có thể tin nhìn cô ngay sau đó lại nhanh chóng bị vui sướng kích động cùng với nhiệt tình thay thế ê nói thật không đấy giọng của anh đột nhiên khàn khàn ánh mắt cũng là vui sướng nhìn em còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra Cô gật đầu nói, "Chúng ta liền đi ngay bây giờ." Anh nhanh chóng nói, động tác lại thật cẩn thận mà buông cô ra. Mình đứng dậy sao, lại thật cẩn thận mà đem cô từ trên sofa nâng lên, xem cô giống như là giấy, sợ là không cẩn thận mà làm hỏng. "Cẩn thận một chút, cẩn thận nào." "Không có khoa trương vậy chứ." Cô ngăn không được mà bật cười. "Với anh mà nói là có đấy." Anh nghiêm túc đáp, sau đó hốc mắt đột nhiên có một chút phiếm hồng anh liền nói với cô cảm ơn em anh yêu em những lời này em hàn lạt nên nói với anh cảm ơn anh em cũng yêu anh rất nhiều hai người mười ngón tay đan vào nhau hai người nhìn nhau mỉm cười đi thôi anh ôn nhu nói Ừ um. cô nhẹ giọng gật đầu sau đó hai người nắm tay nhau cùng đến khoa phụ sản cảm ơn em đã trở lại bên cạnh anh vì anh mà mang đến hạnh phúc vô cùng mỹ mãn anh yêu em cảm ơn anh đã đi vào cuộc sống của em làm em gặp được anh gặp được tình yêu em cũng yêu anh các bạn thân mến vậy là bộ chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi với một kết thúc thật ngọt ngào và lãng mạn phải không cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chúi lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại